chương 61, xem thử xem ai lọt hố. Đây là lần thứ ba Anbat đặt chân lên đảo Desetino. Lần thứ nhất là mang sát của Oigon chìm trong hôn mê đến dấu ở vùng đất phong ấn. Lần thứ hai là đến tìm sát của Oigon. Lần này, xem như tham quan du lịch cũng được. Nhìn Oigon sánh vai bên mình, anh lặng lặng nắm lấy bàn tay đang đặt lên đầu gội của Y. Vừa ngắm đảo Desetino, trong lòng Oigon vừa trỗi lên bao cảm xúc. Yêu hận quyết liệt dần bị tháng năm bào mòn, từ từ dung hòa trong nhiệt độ cơ thể của người yêu. Tranh chấp đúng sai từng bầu bạn trong thời gian dài đăng đẳng chậm chậm dịu đi nhờ sự cảm thông cho nhau. Tương lai vốn tưởng mờ mịt, không có ngày mai trong vô thức chuyển mình thành viễn cảnh tươi đẹp, ấy chính là được nắm tay đồng hành với người bên cạnh 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cứ thế mãi đi về phía trước. Bầu không khí đang ấm cúng là thế mà chiếc thuyền lại đột nhiên rung lên, An Bác không thèm quay đầu lại đã bảo, viện bảo tàng của vùng đất phong ấn còn thiếu tiêu bản của ma nữ đấy, thuyền ngừng rung. Oigon tò mò quay lại xem thử ả đang làm gì thì nhìn thấy tạo hình, thám tử lừng danh, ban đầu xuất hiện. An bác hỏi, chập dây gì đấy? Dion đáp, lạnh, ồ, ma nữ sợ lạnh. An bác cùng Oigon nhìn nhau một cái. Dion có dự cảm xấu, đang định có dò bỏ chạy thì mũ đã bị kéo xuống. Oigon giữ chặt vai ả, đạp lên giày ả. An bác kẹp cổ Dion, Túm lấy mớ tóc quý báu sống sót sau bao thử thách. Diôn bị khóa chặt lại giữa hai người. Dion thét ầm lên. An Bát lấy nón nhét vào miệng ả, nói đi, mục đích đến vùng đất phong ấn của cô là gì? Trước đây không tính toán với ả là để giữ cho tâm trạng vui vẻ trong chuyến du lịch. Giờ đây bắt đầu xử lý vì không muốn vô cớ rơi vào bẫy của người khác. Diôn liếc mắt ra hiệu về phía vành nón lộ ra khỏi miệng. An Bát lấy nón ra. Diôn đáp, giúp các ngươi. Nón lại bị nhét vào. Gong nói cứ thế này không phải cách, An Bát nhìn lọn tóc chưa đến 20 sợi trong tay rồi rút một sợi ra và giật đứt, Di ôn tru tréo, An Bát lại rút thêm sợi khác ra lây lây trước mặt Di Dion, Di ôn, ưng ưng, la lối, o -y -gong lấy cái mũ ướt sũng ra khỏi miền ả, nghe ta nói hết đã, Di thở mạnh rồi nói, ta thật sự đến để giúp các ngươi, o y gông ngờ vực hỏi, thật lòng, Di thẳng thừng đáp, bị ép, không bị ép có ai điên mà đi giúp kẻ thù, o y -gong nói, ồ thế ta yên tâm. Dion, ôn anh bác hỏi tiếp câu khác cô được tích sự gì Diôn hít sâu vào và đáp máu của trưởng lão sinh ở trong tay ta anh bác chìa tay ra thứ này vô cùng quan trọng nên Diôn đương nhiên không dễ dàng chịu giao ra ả à vờ như không thấy bàn tay của anh bác và nói tiếp ngoài ra lúc ta đến vùng đất phong ấn cũng chính là lúc phong ấn bị mở ra ta đã được chứng kiến cảnh tượng khi ấy nếu không phải vì thế ả à đã chẳng cần trốn chui trốn nhủi cả địa ngục cũng không dám về o gông hỏi cô nhìn thấy cái gì di ôn tránh không nhìn thẳng vào ánh mắt áp bức của y giỏi về hướng đảo decetino xa xa và trả lời một cách cẩn thận nghiêm túc vô cùng đọa thiên sứ o gông hỏi tiếp rồi sao nữa di suýt nữa đã đanh mặt lại ả đưa tay đẩy gọng kính râm lên và nói màn kịch này đã rõ lắm rồi tiếp theo đây có phải các ngươi quên tin tưởng và quyết định hợp tác với ta cùng đi khai thác đi khám phá đảo decetino không o gông nói bọn ta đâu phải đang quay chương trình Discovery, không ép chết cô bọn ta sẽ không đi đâu hết, Dion. Trước đây nếu có một người đàn ông tướng tá ngon lành, mặt mũi điển trai nói muốn ép chết cả, ả sẽ bảo cam on, nhưng giờ đây ả chỉ muốn nói, cam đau. An -bát lại giật một sợi tóc, Dion gần như phát điên, cái tên điên này, ta nói rồi mà. Sao ngươi còn động vào tóc của ta, An -bát đáp, nội dung không quá đặc biệt, còn kém lắm, Dion giận dữ nhìn anh, thật lâu sau mới khóc lóc âm sầm nã cả tràn pháo, lúc đến vùng đất phong ấn, ta nhìn thấy đọa thiên sứ phá giải phong ấn, toàn bộ huyết tộc bị nhốt đều tỉnh dậy trong giấc ngủ. Ta sợ bị địa ngục diệt khẩu nên ở lại nhân giới, ai ngờ lại bị một tên nhiều chuyện bắt về, nói xong lại tiếp tục trừng mắt an bác, ta bị ma mon nhốt ở tầng thứ bảy của địa ngục, sống những ngày tháng không thấy ánh sáng. Là Metatron cứu ta ra, may mà ả à Kịp nhớ tới chiếc phao cứu hộ mang tên Metatron, để tìm hiểu rõ bí mật của vùng đất phong ấn, ta lén tới nhân giới để giúp các ngươi. Hết, đừng hỏi nữa, có hỏi cũng chẳng còn gì để nói, Anbas và Oigon nhìn nhau một cái rồi bỏ tay ra. Dion chưa chắc đã nói ra toàn bộ sự thật nhưng có vẻ đã đến giới hạn của ả, ả vẫn còn giá trị lợi dụng, giờ chưa phải lúc trở mặt triệt để. Oigon vẫy nón cho ráo rồi đội lên đầu Dion. Dion nhét mớ tóc quý báu còn sót lại vào nón thật kỹ o -y thò tay xuống nước khuấy nhẹ thuyền nhỏ lập tức vọt thẳng đến bờ trên bờ có mấy con chim cánh cụt nhìn thấy người là lạch bạch chạy đi nhìn vóc dáng uống nần của chúng an -bát liếm môi nói máu của chúng chắc tươi mát lắm o -y nói phải đó chẳng cần thêm đá luôn động vật dễ thương thế này mà các ngươi cũng bỏ vào miệng được hả di ôn vội chạy tới lùa cánh cụt đi o -y nói vừa nhìn là biết ngay thớ thịt không ngon nhiều mỡ quá an -bát gật đầu nói Tôi ghét mấy thứ dầu mỡ. Hai người nắm tay nhau bỏ đi. Diôn lùa cánh cục xong quay về. Dù phong ấn đã mất đi hiệu lực, nhưng vị trí của vùng đất phong ấn vẫn không thay đổi. Anh bát phất tay khiến lớp tuyết dày cộng dâng lên để lộ hàng loạt thi thể. Tuyết đóng băng thân thể của họ, giữ lại hình dáng của họ vào thời khắc cuối cùng. Mấy chục thành viên của quân đoàn thủ hộ thần thánh đều chết ở đây, trên người không có quá nhiều vết thương, trông có vẻ qua đời khá nhanh do bị đánh lén bất ngờ thậm chí trên mặt vài kẻ vẫn giữ nụ cười khi đang tán gẫu với bạn bè đối lập với những cái xác mặt mày dữ tận khác cảnh tượng này quá sức quái dị ngoài thành viên của quân đoàn thủ hộ thần thánh trên mặt đất còn có xác của không ít huyết tộc nhưng đều là đời thứ năm trở xuống cái chết của họ rất lạ trong bề ngoài không có vết thương gì không có dấu hiệu đánh nhau nhưng vào cùng một thời điểm vài kẻ bị dọa chết vài kẻ khác lại tự nhiên chết đi ở đây không có pháp y nên chẳng ai biết cách kiểm tra xác chết tường tận. Vào lúc này, Oygon bắt đầu nghi ngờ giá trị của Dion, vì tới bây giờ, ả chỉ nhắc đến đọa thiên sứ, mà lại chẳng ăn nhập gì. Oygon cùng Anbat nhanh chóng đi vòng hết hòn đảo, để lại dấu chân vô cùng rõ ràng để đánh dấu. Xem ra không có thêm thu hoạch gì mới, Anbat nói. Oygon bảo, nên đi tìm Dion thôi. Y tìm Timothy để Dion đi cùng họ nhất định không thể nào chỉ vì những gì ả chứng kiến hai người leo lên đỉnh núi o y tinh mắt vừa liếc thấy một bóng người là lập tức hất tay làm dậy lên một trận gió mạnh cuốn theo cả tuyết di ôn khó khăn lắm mới tìm được đường về với tổ chức lại bị tuyết bắn đầy mặt vật vã phủi hết tuyết trên người đi thì đôi cẩu nam nam kia đã sánh vai xuống núi ê o y lắc đầu di ôn lại ê thêm tiếng nữa nhưng càng gọi họ đi càng nhanh hơn cuối cùng ải nhìn hết nỗi bèn chặn ngay trước mặt hai người không nghe thấy ta gọi các ngươi sao o y gật đầu đáp có nghe sao không trả lời, có trả lời, Oigon nói, ta lắc đầu đó, Dion, lắc đầu là sao? Không thèm nghe, cô ê, ta không muốn bị ê, Dion, đồ nhạt nhẽo ở nơi nhạt nhẽo như nam cực có còn là đàn ông không hả? Oigon đột nhiên biến sắc rồi che mặt lại, Dion còn tưởng sau lưng xuất hiện gì đó, toàn quay lại nhìn thì nghe Oigon điên cuồng gạo lên, Hajima. Ani, chị đừng nói nữa, dù chị có nói gì em cũng không rời xa anh ấy đâu chỉ cho bọn em toại nguyện đi. Em và anh Enz thật lòng yêu nhau mà. An, -ni ê, Di -ôn mặt rõ vẻ không muốn dây vào thằng thần kinh. Oi đau đớn kéo tay ả nói, Annie. Chị thật sự không thể cho bọn em toại nguyện ư. Không có anh ấy, em sẽ chết, em thật sự sẽ chết, Di ôn nghĩ, chết lệ dùng. Oi chụp lấy cánh tay An bác, nước mắt vàng dụa rơi xuống đất tí tách, hu hu hu. Annie muốn chia cắt đôi mình, chị ấy quyết không để chúng ta được ở bên nhau, hỡi người yêu của em, chúng ta phải tính sao đây? Làm thế nào mới có thể để một người bị hủy hoại là em và một người tàn tật là anh được sống chung với nhau? An bát liếc di ôn một cái, di ôn thầm dễu trong bụng, biết ngay mà. Ả à, bất đắc dĩ liếc lại đầy khinh bỉ, sau đó giả vờ cười nói, chị đồng ý cho hai đứa bay được ở bên nhau, rồi cứ hành nhau cả đời đi nhé. Đừng thả ra xã hội hại người vô tội, cắt, chỉ trong một giây, O-I-Gong đã đổi vai thành đạo diễn, y quay sang dạy Dion kịch bản, chuyển biến tâm lý của cô vậy là chưa thuyết phục, cô là người phụ nữ mới bị đàn ông bỏ rơi, có dục vọng chiếm hữu người em trai duy nhất vô cùng mạnh mẽ, y còn chưa nói xong, Dion đã cảm nhận được rõ nét thế nào gọi là dục vọng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, từ lúc ra đời tới giờ, đây là lần đầu ả à biết cái gì gọi là ánh mắt hình lưỡi dao. Chỉ cần dùng ánh mắt đó gườm mình thôi là mặt đủ thấy tê tái diễn viên đã vào trạng thái. Chúng ta diễn lại lần nữa, action, mới giây trước còn là đạo diễn nghiêm túc, giây tiếp theo Oigon đã hoàn toàn nhập vai cậu chàng đáng thương bị chia cắt với người yêu, Ania, Dion, mệt tim ghê, bị dày vào cả tiếng đồng hồ, cuối cùng vở kịch bi lụy về một chàng trai cầu xin chị mình chấp nhận mình và người yêu cũng đi đến hồi kết tốt đẹp. Dion bị vị đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc hành hạ thiếu điều gục gã, Oigon nhằm chán duỗi tay hỏi, giờ chơi gì nữa đây? Diôn đáp nghe nói trên núi có suối nước nóng chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi khóe miệng oi khẽ nhoẻn lên đưa mắt nhìn an -Bát một cách kín đáo rồi lớn tiếng phụ họa được đấy được đấy ta thích tắm suối nước nóng nhất Diôn, rõ ràng mình là người đặt bẫy nhưng sao sau khi người ta rơi vào hố ả à cứ có cảm giác người xa lầy là mình xem thử xem ai lọc hố suối nước nóng tọa lạc ngay giữa núi tuyết trắng xóa mặt nước mênh mang sương trắng lượn lờ đẹp như tranh vẽ Oi gông nhảy ùm xuống nước rồi ngoi lên bảo với An Bác, tới bắt tôi đi nè. An Bác trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh và túng lấy y. Oi gông, y nói, vậy chẳng vui gì hết. Mấy trò trượt đuổi thú vị ở chỗ dù khoảng cách chỉ còn tí xíu nhưng anh vẫn không thể nào bắt được tôi cơ. An Bác nói thẳng luôn, tôi không thích, được rồi, Oi gông đành phải thỏa hiệp, vậy chơi trò khác. Tôi diễn nàng tiên cá, anh diễn hoàng tử bị chết đuối, sau đó tôi cứu anh lên, An Bác hỏi, có tình huống cần hô hấp nhân tạo không? Oygon chợt thấy bất hứng thú, xem trạng thái của anh lúc đó, anh bác lập tức nhào tới trước ông lấy y, nhắm mắt lại và dâng môi lên. Oygon hôn một cái cho có lệ Anh bác bất mãn càng ông chặt hơn, tôi sắp không thở nổi rồi, bị siết đến tắt thở. Oygon không thể thốt nên lời, khó khăn lắm Oygon mới biểu diễn xong kỹ thuật hô hấp nhân tạo, nhiệt tình quá độ. Anh bác bấy giờ cũng chịu thả y ra, tiếp theo thì sao? Không có tiếp theo o -y nghĩ trong căm hận nhưng ngoài miệng lại đáp để xem xem càng nghĩ càng bơi ra xa an bác không đuổi theo mà ở lại chờ bên bờ suối với Diôn. Diôn vóc nước lên chơi cố gắng gợi chuyện không đi chơi chung à an bác đáp hay chúng ta cùng đi chơi đi Diôn đánh thoát trong lòng cười khang nói ta chỉ thấy khung cảnh đẹp để thế này mà ngươi lại không chê ta chướng mắt sao ta có thể ở yên chờ tại đây an bác nói ta chướng mắt mấy tóc tai của cô nhưng vẫn để lại mấy sợi trên đầu đấy thôi. Nụ cười của Dion cứng đờ, bàn tay ngâm dưới nước khẽ siết thành nắm đấm. Albert duỗi chân xuống suối và nói, chúng ta phải ngâm nước nóng ở đây bao lâu? Dion đáp, hả? Sao lại hỏi ta, ý kiến của ả từ lúc nào bắt đầu được tôn trọng rồi? Albert hỏi, phải cần bao lâu để thực hiện kế hoạch của cô? Dion dám chắc đối phương đã nhận ra gì đó nhưng vẫn cố vớt vát, kế hoạch gì? Albat liếc ả một cái rồi nở nụ cười đầy hàm ý. Nước suối rất nóng, nóng đến mức khiến Dion toát mồ hôi. Ả bắt đầu cảm thấy kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của mình có vẻ khó thực hiện được. Đột nhiên, Albat cảm giác tất cả mọi vật chung quanh như chậm lại, giam cầm thời gian. Metatron, anh liếc nhìn phản ứng của Dion, thấy ả cũng hoảng hốt như mình thì trong lòng cảnh giác tột độ. Dion mở miệng một cách khó khăn, oi gông, đâu. Bà cố gắng giỏi theo hướng o y bỏ đi nhưng bóng dánh tung tẩy như tiên cá của y đã chìm hẳn vào làn hơi nước mờ mịt anh bát nhanh chóng phát hiện chung quanh dần chậm lại là vì có sức mạnh thần bí nào đó tác động khiến cho toàn thân anh nặng như đeo chì cả miệng cũng khó cử động nổi anh chợt vỡ lẽ tại sao những cái xác kia có phẫn nộ có yên bình bởi họ cũng bị đóng băng lại giống như mình anh nhận ra bàn tay trong tối kia sắp hành động rồi vội hỏi cô tìm y để làm gì ta, Di Ôn cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nặng nề, tầm nhìn dần mơ hồ thì không dám lề mề nữa, vội cắn răng niệm thầm một câu thần chú. Ngay lúc đó, một luồng sáng vàng rực bay ra từ đỉnh đầu ả rồi dừng lại trên mặt nước. Ngay đúng vào thời điểm Di Ôn ra tay, An Bác như đã lường trước hành động của ả, lập tức vớt Oi Gông lúc này đã biến thành cá bạc lén bơi về, rồi dùng hết sức di chuyển đến sau lưng Di Ôn. Nếu so với trước đây, tốc độ của anh chẳng hơn rùa bao nhiêu, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ vẫn nhanh hơn Dion. Lúc bóng người trong vần hào quang vàng ống xuất hiện trên mặt nước, anh cùng Oigon đã tránh sau lưng ả. Dion trong lòng thầm mắng hết mẹ nó lại tới mẹ Anbat. Theo kế hoạch ban đầu, Anbat cùng Oigon là mồi nhữ. Ả phải dụ họ đến suối nước nóng nơi đối phương ẩn nấu rồi đợi đến lúc hai bên xảy ra xung đột sẽ tung đòn sát thủ một đá, hai chim. Kế hoạch hoàn thành mỹ mãn, nhưng kế hoạch đã xuất hiện lỗ hổng. Albat cùng Oigon không ra chiêu theo lẽ thường lại trốn sau lưng ả, chẳng những không thu hút được đối phương mà còn khiến ả dùng mất một tấm bùa hộ mạng, đúng là phí của. Ả tức anh ách nhưng chẳng thể xả ra. Bởi vì theo kế hoạch các thiên sứ, ả nên bàn bạc với Albat và Oigon trước để họ tình nguyện đi làm mồi, chứ không phải gạt họ thành mồi như bây giờ. Chuyện đến nước này, ả chỉ hy vọng lá bài mình ra có thể phát huy tác dụng. Bóng vàng nhẹ giọng nói một câu, Làng nước đang dập dìu với nhịp điệu mắt thường có thể nhìn thấy đột nhiên phẳng lặng tuyệt đối. Dion đang muốn cử động nhưng phát hiện bản thân rơi vào tình huống hệt như ban nãy, cả người như bị một sức mạnh nào đó giữ chặt. Giọng an -bát vang lên sau lưng ả, rốt cuộc, cô, đã, làm gì? Dion cả kinh hỏi, ngươi, vẫn cử động được. An -bát cảm thấy bóng vàng trong hơi quen quen, me, ta, tròn, Dion, không sai. Một trong những đòn sát thủ của ả chính là một phần sức mạnh có thể khống thế thời gian Metatron phong ấn trong đầu ả, ả có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng Dion không thể nào ngờ được đối phương từ đầu đến cuối không chịu xuất hiện, còn mình đã dùng mất quyền khống chế thời gian vẫn không thể thoát khỏi trạng thái cứng đờ. An Bá hỏi, cô, còn có, cách khác, không? Dion vẫn có một đòn khác nhưng với tình hình bắt đầu bất lợi, đòn còn lại trở nên đặc biệt quan trọng, chưa đến đường cùng tuyệt đối không thể dùng ả thề thốt phủ nhận và bảo, chúng ta, tìm, cách, rời, đi. Nhanh, từ lần di ôn đêm hôm khuya khoác lén vào thư viện nghiên cứu thánh thư, anh bác không bao giờ tin ả nữa. Anh bảo, đi thế nào, di ôn đáp, bây giờ, vì nói chuyện khó khăn nên cả hai đều rất kiệm lời. Anh bác vô cùng hối hận khi lên thuyền đã nương tay không truy hỏi đến cùng, để rồi bây giờ bị di ôn dắt mũi dẫn đi, anh càng không dám lơ là. Nhìn di từ từ rời khỏi mặt nước đi về phía thuyền nhỏ, anh mới chậm chậm cử động. Di ôn đột nhiên thét lên chói tai, anh Bát lại chợt đờ ra cứ như trong người xuất hiện một lỗ hổng, sinh mạng từ từ chảy ra khỏi người, sức lực, đầu óc, đều dần yếu đi. Đây là nguyên nhân tử vong của quân đoàn thủ hộ thần thánh và huyết tộc, nhưng là ai có sức mạnh nhường ấy, sức mạnh đủ để phá giải phép thuật của Metatron và khiến cho hai huyết tộc đời thứ tư cùng một ma nữ không còn khả năng trả đòn. Trên không trung đột nhiên bắn ra một màn máu, Anbat nghiêng đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào di ôn miệng mồm đầy máu đã chạy đến và nhìn về phía sau lưng anh đầy vẻ kinh hoảng bên cạnh chợt vang lên tiếng báo gầm rung trời o gong đã hóa thành báo đen dựa vào người an bác hai tay an bác siết lại sự điên cuồng trong máu bị kích thích nhuộm đỏ rực đôi mắt của anh giúp anh tạm thời thoát khỏi xiềng xích để xoay người lại ngay nơi bóng vàng đứng ban nãy lại xuất hiện một cái bóng khác gương mặt hoàn hảo hơi ngưỡng lên đôi mắt khép hờ cứ như vạn vật trong mắt hắn chỉ là có cây nhỏ bé sáu chiếc cánh trắng ngần như tuyết từ từ dương lên tựa vần sáng ban mai, như ánh sao, như ánh mặt trời, sáng chói đến mức người khác không dám nhìn thẳng vào. Oigon cùng Anbat từng được nhìn thấy phân thân của Metatron, cảm giác người này mang lại hoàn toàn khác hẳn. Nếu trong Metatron là sự hiền hòa khoan dung cho vạn vật, thì ở người này lại là sự ngạo nghễ dẫm lên chúng sinh. Anbat hỏi bằng giọng chất vấn, đọa, thiên sứ. Dù biết rõ người trước mắt không phải là thật nhưng nỗi kính sợ sâu thẳm trong lòng khiến Di ôn nhũng cả hai chân, quỳ rạp xuống trước mặt thiên sứ sáu cánh, tay thiên sứ khẽ dơ lên, da thịt toàn thân An Bác và Oigon căng cứng. Họ có dự cảm đây sẽ là trận chiến khốc liệt không kém với lần đối phó với phân thân của Metatron, bàn tay thiên sứ đã dơ lên ngang bằng khuỷu tay, Di ôn quỳ rạp dưới đất chợt ói máu, sau đó trên đỉnh đầu ả lại hiện lên một bóng người, cái bóng đó bay xuống trước mặt bóng thiên sứ sáu cánh trắng. Người đó quay lưng về phía An bác nhưng sáu chiếc cánh xanh nhạt sáng chói đã nói rõ thân phận của y. Michael, xem thử xem ai lọc hố. Sự xuất hiện của Michael vốn mang tính kích thích thị giác cực độ, nhưng hành động tiếp theo của y mới khiến mọi người rung động tâm linh càng dữ dội hơn. Mười ngón thon dài ẩn trong bao tay dệt bằng sợi kim loại trắng thuần vừa vung lên. Một vệt lửa dài hơn 10 thước đỏ rực lóng lánh ánh vàng bắn ra trên không rồi bay thẳng vào đầu thiên sứ sáu cánh, dù cách họ vài chục mét đám người an bác vẫn cảm nhận rõ rệt sức nóng của ngọn lửa đó thiên sứ kiêu ngạo vừa dương mắt nhìn đã bị ngọn lửa hung hãn nuốt chửng ảo ảnh của thiên sứ với sáu cánh rơi xuống khiến nước suối dạt ra thành một đường dài bong bóng nước tí tách bắn cao nhiệt độ trong nước tăng cao làm hơi nước bốc lên ngùn ngụt đám an bác ướt nhẹp mồ hôi nhưng áp lực đè nén trên người cũng giảm đi nhiều di ngay như phỏng nhìn chằm chằm vào bóng lưng michael kết thúc rồi an bác nói người ra tay là phó quân của thiên đường người kiêu ngạo như anh một khi nhắc đến vị tổng thủ lãnh dẫn dắt thiên đường đánh bại quân đoàn đọa thiên sứ của Lucifer, cũng phải thấy nể. Theo anh, thiên sứ giỏi đánh nhau đương nhiên mạnh hơn thiên sứ giỏi ba hoa chích chòe, Dion ngơ ngác đáp, người bị chém cũng là phó quân của thiên đường Á, anh cùng Oigon còn chưa hiểu Á nói gì, Dion đã gầm nhẹ bằng giọng không dám tin, Michael mà lại đi đánh ngài Lucifer, ngoài sĩ thiên sứ, đúng là vẫn còn một thiên sứ khác với sáu cánh trắng. Dù đã sa đọa từ thiên đường xuống địa ngục vẫn khiến cho thần không nỡ tước đi vận hào quang sáng lạng như sao sớm chẳng ai khác ngoài vị vua của địa ngục. Anbath và Oygong đột nhiên vỡ lẽ tại sao gần đây Zion lại vật vả như vậy. Tâm ảnh hưởng của Lucifer ở địa ngục có thể sánh ngang với thần ở thiên đường. Có một không hai, nói một không hai. Nếu khi Zion đến đảo Decetino tình cờ bắt gặp Lucifer đang phá giải phong ấn, nội tâm của ả sẽ bị khủng bố tới mức nào. Chả trách ả thà lây lắc ở nhân giới chứ không chịu về địa ngục, ả chẳng có cách nào xác định xem Lucifer có nhìn thấy mình hay không, càng không dám chắc lãnh đạo cao quý sẽ đối phó thế nào với tên nhãi nhép lỡ bắt gặp sếp gây chuyện xấu. Họ đoán không sai, Dion lúc ấy đúng là nghĩ thế thật. Thậm chí ả còn nghĩ sâu hơn, một khi phong ấn ở đảo Decetino bị giải, nhân giới sẽ đại loạn, nhân giới hỗn loạn thì thiên đường sẽ nhúng tay vào điều tra nguyên nhân. Chỉ cần biết Lucifer có dính dáng Michael nhất định không vui, để tránh cho Michael không vui, con chốt bị thí nhất định là ả. Người yêu vĩnh viễn là quan trọng nhất, trích định luật gây của Dion, vậy nên khi bị Mammon bắt về địa ngục, ả một mực khẳng định mình không nhìn thấy gì hết, cũng chẳng biết gì hết. Sau đó ả bị nhốt lại, không có tội danh, cũng không có thời hạn, ả đã biết mình đoán không sai. Để tránh cho nửa đời còn lại hao mòn trong tù, ả đành mạo hiểm cầu cứu Metatron giờ phút này chẳng thể không tán dương Metatron nữa rồi. Y không hổ là tể tướng của thiên đường, phát ngôn viên của thần, nội tâm nhân từ, thiện lương, hành động quyết đoán, nhanh chóng. Y lập tức cứu ả ra rồi giao cho ả nhiệm vụ quan trọng nếu như không có khoảng sau thì càng tốt đẹp hơn. An Bác, Oigon cùng Dion đấu mưu đấu sức cả hành trình, lúc này suy nghĩ lại khớp với nhau. Oigon ngưỡng mộ ngắm nhìn sóng lưng thẳng tắp của Michael đầy vẻ si mê, thiên đường cách nhân giới, Quyết tộc quá xa, hiện tại không ngắm thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội được ngắm. Lưỡi đao lửa vẫn cắm dưới mặt nước, ngọn lửa đỏ bừng không ngừng tỏa nhiệt, gió nhẹ lướt qua, mặt suối gần sóng lăn tăng. Em đang nhìn gì đấy? An Bát u ám hỏi. O -y Gông khẽ chỉnh lại góc quay của cổ, nhìn mặt trời để đoán xem giờ là mấy giờ. An Bát xem đồng hồ rồi đáp, hai rưỡi chiều. Di -ông nhìn Michael, lo lắng hỏi, sao Y còn ở đây? O -y Gông đáp, chưa hết hạn sử dụng chăng? ôn rầu rĩ nói ta không tin ngài lucifer lại dễ dàng bị đánh bại như vậy oi vặn cô không tin hay là không muốn tin dion cảm thấy nội tâm mình rất mâu thuẫn ả vừa hy vọng michael chiến thắng mình hoàn thành nhiệm vụ thiên đường thực hiện cam kết cho ả một nơi để dung thân không bị địa ngục tìm được nhưng song song đó lại cảm thấy ngài lucifer mình ngưỡng mộ cả đời tuyệt đối không chịu thua dễ dàng vậy được mặt đất đột nhiên chấn động Michael vẫn đứng im nãy giờ bất thình lình rút đau lửa lên một cách chậm rãi. Mặt đất chấn động mấy cơn liền, tần suất mỗi lúc mỗi nhanh. Tuyết phủ trên núi bắt đầu rơi xuống hết lớp này đến lớp khác tạo thành những viên cầu hoặc vô số ụ tuyết. Michael từ trong nước dương cánh ra bay thẳng lên trời. Mặt nước dưới chân y đột nhiên bắn lên mấy mươi cột nham thạch, băng tuyết, nham thạch, suối nước nóng, đau lửa. Tất cả những thứ tương phản rõ rệt dường như đều đồng thời xuất hiện trên hòn đảo này dưới suối nước nóng hào quang tỏa ra rực rỡ xuyên thẳng qua tầng hơi nước mù mịt lan tỏa khắp nơi hào quang ngưng tụ trên không thành một bóng người to lớn hơn cả đao lửa vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết kiêu ngạo không ai sánh kịp sáu chiếc cánh trắng dương cao dưới ánh mặt trời thánh khiết đến mức khiến con người muốn uống gối quỳ lạy trong vô thức còn sáu chiếc cánh xanh biết đối diện lại ngập tràn ý chí chiến đấu đám an bác bị chèn ép giữa hai vần hào quang đến ngập thở vội vàng len lỏi qua những ụ tuyết chạy về phía thuyền nhỏ. Đã đến nước này, chiến trường không còn nơi cho họ nữa, ai thắng ai thua cũng được, thiên đường và địa ngục tự biết dàn xếp, o -y gông thấy đầu mình quay mòng mòng, y lẩm bà lẩm bẩm, rốt cuộc chuyện này là sao, phong ấn của vùng đất này do Lucifer phá giải, nhưng vì sao, huyết tộc và quân đoàn thủ hộ thần thánh trên đảo do Lucifer giết, lại vì sao, quá nhiều nghi vấn lẫn quẩn trong đầu nhưng không tìm được câu trả lời nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ y không hề quay về tìm kiếm đáp án dù sao chạy trốn khá là mệt mỏi tìm chút vấn đề đánh lạc hướng chú ý cho đỡ chán thôi chạy đến bờ biển họ lại phát hiện thuyền nhỏ đã bị phanh thay thành nhiều tấm ván gỗ nằm la liệt trên mặt cát hung thủ xử lý chiếc thuyền vẫn còn trên bờ trong tay cầm búa chăm chú gỡ đinh ra khỏi ván thuyền gã làm việc rất tập trung không hề chú ý đến hoàn cảnh chung quanh gã cân nhắc đôi chút rồi chọn tấm ván gỗ khá dài dùng búa tước từ trên xuống cho một đầu nhọn lại và cắm lên bờ biển. Sau đó gã lại chọn tấm ngắn hơn, cũng bổ đôi cho mảnh rồi so độ dài với cây cọc vừa cắm, cuối cùng mới thỏa mãn dùng đinh đóng nó lên cọc gỗ tạo thành một cây thánh giá. Ngươi là ai? Thấy An Bác cùng o -gông chẳng có ý định mở miệng, di đành phải tự lên tiếng hỏi. Người đó ngẩng đầu nhìn ả rồi mỉm cười. Mặt mũi gã không tệ, nhưng vừa mới ngắm gương mặt đẹp không tỳ vết của Lucifer, tiêu chuẩn của di trong nhất thời bị nâng lên không ít gương mặt điển trai không gốc chết của gã trong mắt họ giờ đây chỉ thuộc tầm trung mà thôi hi người nọ cười hì hì chào hỏi chỉ vào oi và nói cậu đẹp trai tóc vàng nhất định là oi người nhìn cậu chầm chầm bên cạnh là an bác cô gái duy nhất là ma nữ di hoan nghênh mọi người đến đảo decetino ta là enos chủ nhân hòn đảo này cái tên enos rất có không gian cho trí tưởng tượng phát huy đứa con trai trưởng của kênh trong truyền thuyết, một trong ba huyết tộc đời thứ hai duy nhất, hậu duệ của Xét, người từng đồng hành với thần và bị đưa lên thiên đường. Người này là ai trong số đó? Oigon mơ hồ cảm giác được mùi của huyết tộc lẫn vẫn quanh gã nhưng chưa tin lắm. Tuy trước đây Anbath từng kể có gặp huyết tộc đời thứ hai ở đảo Decetino nhưng y chỉ cho rằng là chuyện ngẫu nhiên. Song những gì trước mắt lại như muốn bảo với y đây là chuyện bình thường thôi. Ta là con trai của kênh, Enos cười nói, huyết tộc đời thứ hai thấy hai kẻ đồng hành với mình không phản bác, Di mới nhận ra tình hình xấu đi rồi, huyết tộc đời thứ hai chẳng phải đã bị đời thứ ba, Enoch đáp, là chuyện ngoài ý muốn. Trên thực tế, ta đã quay về, Di nói, tức là các ngươi chưa bao giờ chết, nếu chưa chết tại sao cứ để 13 trưởng lão thống lĩnh huyết tộc, còn lâu ả mới tin là do chúng khiêm nhường và nể tình đồng bào, Enoch nói, nói chính xác là giành lại sự sống một lần nữa. Cảm giác này kỳ diệu lắm, Vừa ra đời đã có địa vị và sứ mạng, cuộc sống ngập tràn ý nghĩa, không còn chút khoảng trống cho mơ màng." gông hỏi, "Vậy nên đường hoàng gia nhập Nghịch Cửu Hội luôn, rốt cuộc ai mới là bốt cuối?" Enop lắc đầu cười, "Đương nhiên là không." Nghịch Cửu Hội chẳng qua là âm mưu Lucifer dùng để đối phó với thần mà thôi, còn ta và cha đều là tín đồ trung thành nhất của thần, các cậu có thể xem ta như chiến hữu, gã giang tay ra nhưng muốn ông họ." gông cảnh giác lùi lại. Anbath lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, Enoch lại cười. Quyết tộc tuân thủ quy tắc đời trước đàn áp đời sau một cách cứng nhắc, theo lý mà nói, áp lực Enoch tạo ra Oigon và Anbath không thể nào chống cự lại được, nhưng... Chỉ là về lý thuyết, quyết tộc đời thứ ba bắt tay nhau tiêu diệt đời thứ hai, Anbath một mình giết chết Iraq đời thứ hai. Thực tế chứng minh chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể. Anbat lại không cho rằng cái tên đáng chết phá hỏng thuyền của mình đáng sợ cho lắm, anh đang cân nhắc xem có nên tự ra tay giải quyết mối phiền toái này không, dù gì lần trước xử lý Iraq cũng rất mất sức, nhớ lại đã thấy mệt, chúng ta thật sự cùng một phe, ít nhất là thời điểm hiện tại, Enoch tiếp, vì chúng ta đều bị Lucifer cầm tù ở đây, Dion hỏi, tại sao, Enoch đáp, vì ta biết được bí mật không nên biết, lại một kẻ biết những bí mật không nên biết. Đầu năm nay bí mật mở rộng hình thức phát tán rộng rãi A còn chút tính bảo mật nào không trời? Oygon và Albat giữ im lặng, nhưng có vẻ lời của gã đã ảnh hưởng được Dion. Cách ả nhìn gã đã dịu đi nhiều, Enoch nói tiếp, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch đánh chiếm nhân giới của Lucifer. Hắn chôn tại nơi này một luồng sức mạnh thần thánh, hoặc phải gọi là sức mạnh ma quỷ, suýt quên hắn đã sa đọa. Sức mạnh ma quỷ của hắn vô cùng mạnh mẽ, cả năm cực đều bị ảnh hưởng, đợi đến khi quân đoàn địa ngục chuẩn bị sẵn sàng, băng trên nam cực sẽ tan chảy và nhấn chìm các đại lục khác dù có con người may mắn trốn thoát cũng khó tránh khỏi lưỡi hái của quân đoàn địa ngục khí hậu nóng lên và băng tan chảy là một trong những vấn đề về hoàn cảnh đáng sợ nhất của con người oigon tin rằng nếu chuyện này xảy ra thật nhân loại thật sự có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng giả sử lucifer muốn đánh chiếm nhân giới hiện tại lại khống chế được nam cực vậy nên hành động ngay vào lúc này khoa học kỹ thuật của con người phát triển với tốc độ chóng mặt biết đâu dây kế tiếp sẽ phát minh ra được vũ khí đóng băng biển cả chưa biết chừng. gông hỏi: "Kế hoạch vĩ đại như thế sao không thực hiện đi?" Enod -nope đáp: "Cậu cho rằng phong ấn của vùng đất phong ấn vì sao bị phá? Thả lũ huyết tộc lòng đầy oán hận và không chịu bị trói buộc ra để gây náo loạn ở nhân giới chính là bước đầu trong kế hoạch của hắn. Nếu các cậu không đến kịp thời, có lẽ hắn đã tiến hành bước thứ hai là làm tan chảy băng." gông nói với vẻ kích động: "Từ nhỏ tôi đã biết mình sau này có số làm chú cứu thế mà." An nắm tay y và siết nhẹ, biệt danh của em là Wataru sao? Nhân vật chính có sứ mạng giải cứu thế giới trong anime Chumashin Eijun Wataru, Oigong. Mặt đất liên tục trung chuyển, mây mù ùn ùn kéo đến hết tầng này đến tầng khác, chẳng khác nào chiếc chăn khổng lồ bao phủ cả bầu trời. Trời đất tối sầm, sau lưng họ, lửa đỏ như dòng thác chảy ngược từ bên dưới bắn vọt lên không, cái bóng khổng lồ của Lucifer dần dần biến mất, trên trời đột nhiên đã trích đổ mưa mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lúc họ kịp nhìn kỹ, những gì còn lại chỉ là màn trời u ám, mưa bụi lất phất, mặt biển tối đen, các cậu còn đợi cái gì? Mau theo ta rời khỏi đây, Enos -nope ước tầm tả từ đầu đến chân trong vô cùng nhếch nhác nhưng ánh mắt sắc bén, kiên định của gã như xuyên qua màn mưa, tự như sao kim lấp lánh dẫn lối giữa đêm đen. Oi tiến tới một bước rồi đột nhiên quỳ xuống đất, giơ tay tay lên trời gào thét, ông trời ơi! Tại sao đã muốn con giải cứu thế giới lại không cho con có bàn tay vàng to bự? Không gian, hệ thống, sức mạnh siêu nhiên chọn đại một món cho con cũng được mà. Enoch -nope vốn tưởng y sẽ theo mình nên dơ sẵn tay ra đón. Nào ngờ bị tát vào mặt phủ phàng như vậy khiến biểu cảm của gã vô cùng đặc sắc. gông bất thình lình đứng dậy, dứt khoát nói, tôi không thể bỏ đi. Miệng Enos -nope vừa mới hé ra chuẩn bị thuyết phục thì Oigong lại ngồi xổm xuống ôm gối, nhưng tôi sợ lắm cơ. An thấy Enos trông có vẻ đã chạm giới hạn liền lôi O-I-Gong dậy, kéo y chạy theo Enos và của trách, bình thường cho tôi nào. Hai tay O-I-Gong quơ quào lung tung, trong lúc lôi kéo đã lỡ dán một bạc tay vào mặt An bác. An nheo mắt, chụp lấy cổ tay của y, kéo mạnh y vào người mình khiến ngực hai người va vào nhau đau ê ẩm. Em dám đánh tôi, cơn thịnh nộ của An như đang phả thẳng vào mặt Oigon. gong, -gong rụt cổ lại, mắt liếc thấy Enos thì cố ra vẻ cứng trắng bảo, anh nghe ông ấy bảo đấy, số mạng định sẵn tôi sẽ là người giải cứu thế giới. Anh bác trừng y một lúc lâu rồi nghiêng đầu nhìn Enos, rốt cuộc ta là chú cứu thế hay y là chú cứu thế, Enos, suy nghĩ của gã bị cả hai làm rối loạn, cả buổi mới hoàn hồn, giận dữ nhìn hai người bảo, đừng cãi nữa, rời đi quan trọng hơn. Anh bác xách gông lên ném xuống biển, khóe mắt Enos giật nhẹ, không đợi gông đứng dậy, anh bác đã xông tới, hai người đứng dưới biển đánh nhau chí chóe thấy khuyên bảo không có tác dụng, Enos -nope đành phải chạy tới ngăn cản. Oigon cùng Anbat ngoài mặt trông như đang đánh nhau nhưng thực tế thì quyền cước dán lên người đối phương rất nhẹ, dán lên người trọng tài lại thùng thục. Mới hai, ba giây, trên mặt Enos -nope đã ăn bảy, tám cú đấm, đùi trúng năm, sáu đòn. Dù não Enos -nope có bị gió thổi mất hay bị cống thành băng cũng bắt đầu nhận ra hai người họ đang đối phó với mình. Võ bọc giả tạo cố gắng dệt nên rơi xuống từng lớp từng lớp, gã dùng một tay bắt lấy chân Oigong, tay còn lại túng cổ áo y và xách hẳn cả người lên cao rồi ném ra xa. Chính vào lúc Oygon rời khỏi tay gã, Anbat phẫn nô xông lên đẩy Enoch ngã nhào xuống biển, nhưng lập tức bị Enoch trở người đè lên, đầu hai người đều chìm vào trong nước. Đêm đen, nước càng đen, dù cách nhau bảy, tám mét nhưng thị lực của huyết tộc cho phép họ nhìn rõ từng đường nét trên mặt đối phương, sát ý lan tỏa không phân biệt nổi là của người nào. Một lần nữa An Bác cảm nhận được sự đàn áp mang lại từ dòng máu cấp cao và cấp thấp, dưới sự áp bức của Enos, tay chân anh dường như khó cử động nổi, trong đầu như có ai đó không ngừng lặp đi lặp lại bắt anh buông xuôi. Tuy lực tay An Bác càng lúc càng yếu nhưng Enos không dám khinh địch. Gã chưa quên Iraq đã chết như thế nào, tuy về mặt tình cảm, gã không muốn tin một huyết tộc đời thứ hai lại chết trong tay lũ con cháu đời thứ tư, nhưng lý trí cho gã biết điều này hoàn toàn có thể vì họ không hoàn chỉnh, càng đừng nói tới hoàng mỹ. Tóc đột nhiên bị túng lấy, trong mắt Enos -nope lóe lên sắc đỏ, lập tức đổi vị trí với An -bác, khiến Oygon đang giơ chân ra đá buộc phải dừng lại và bị Enos -nope ra tay đánh bật đi. Trái tim ác độc khó lòng che giấu được nữa. Enos -nope đứng bật dậy, ngón tay bóp chặt cổ An -bác, gã nhếch mép cười tàn nhẫn, phối hợp kín kẻ quá nhỉ. Đáng tiếc vẫn không bằng ta, ngón tay của gã bắt đầu ghim sâu vào cổ An -bác khiến máu chảy ròng ròng gã rút tay ra, cúi đầu liếm láp máu an bát trên ngón tay mình, khóe miệng đỏ thẫm lại nhoẻn lên, chả trách huyết tộc thích nuôi cấp thấp lấy máu, thì ra mùi vị ngon đến như vậy, nhìn gương mặt dữ tợn phẫn nộ của Oygon, an bát chợt mỉm cười, ngươi cười cái gì, Enop hỏi, Oygon đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, tiếng thét của y quá quá dị hoàn toàn không giống của giống đực, Enop ngẩn ra trong giây lát, cúi đầu xuống thì phát hiện một cây cọc gỗ nhọn đã xuyên thẳng qua ngực mình. Cọc gỗ này trông quen lắm, gã nhớ do chính tay gã tước trước đó không lâu. Tước xong gã còn nghĩ, đầu cọc nhọn thế này sẽ rất dễ cắm vào cát, nào ngờ cắm xuyên qua ngực mình cũng chẳng khó chút nào. Anh đẩy gã ra rồi cởi bỏ chiếc áo khoác bị máu Enos văng lên, vẻ mặt anh trông chán ghét vô cùng. Oigon nhào tới bịt chặt vết thương của anh, anh và Oigon đều ở trước mặt, vậy người phía sau đâm gã là ai? Enos suy nghĩ một chút mới nhớ ra Dion. Suýt nữa quên mất ả. Ả à, ma nữ đến từ địa ngục này bề ngoài trông luôn mâu thuẫn với An Bác và O Gông, thế mà vào thời khắc quan trọng lại đâm mình một nhát, vừa nghĩ đến bốn chữ đâm, mình, một, nhát, e đột nhiên mỉm cười, xoay ngoắt lại túng lấy kẻ đứng sau nhưng tiếc rằng chỉ vô vào khoảng không, Di đã trốn sau lưng O Y Gông và An Bác, lúc thế này hai người phải nói gì ấy nhỉ, O Y Gông chân thành trả lời, cảm ơn, Di Ôn nói, ta không cần cái này, O Y Gông ngẫm nghĩ rồi đáp, Nuna. Cách nam gọi chị trong tiếng Hàn, lẽ nào không phải là yên tâm, bọn ta sẽ bảo vệ cô sao, nếu chẳng phải kẻ địch đang sờ sờ trước mắt, à chỉ muốn tiêu diệt cả đôi. Oi Gong nói, thân là chú cứu thế, anh bác thẳng tay bịt miệng y lại, hỏi Diôn, làm thế nào đấy, anh không tin một cọc gỗ bình thường có thể xuyên qua tim huyết tộc đời thứ hai. Diôn đáp, nó vốn là thánh giá mà, ta vẫy thêm ít nước thánh của Timothy lên, từ ngày giáo hội và thiên đường bắt đầu liên lạc lại nước thánh trong tay Timothy chính hiệu hơn trước nhiều. Oigon nhìn cây thánh giá đang cắm vào ngực người gọt ra nó, giơ tay lên vẽ trước mặt gã hình một thánh giá. Đây là lần đầu y hợp tác với Dion, hai người không cần giao tiếp, đến nhìn nhau ra dấu cũng chưa đã dùng tiếng thét chói tai thu hút Enos, sau đó Dion trực tiếp hành động, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Nói ngắn gọn là vật tụ theo loài, còn là loài không hiền chút nào. Cơn đau bị cắm vào tim khiến Enos từ từ khuỵu xuống. Nhưng gã vẫn mỉm cười nhìn họ, từ lúc nào các ngươi bắt đầu không tin ta? Oi hỏi, ngươi muốn ở đây tán gẫu thật á? Trời đã tối hẳn, đảo Decetino dần bình tĩnh lại. Lucifer khổng lồ, giải lửa đỏ rực, những chiếc cánh xanh đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách, hình như đúng là lúc để nói chuyện thật, Diôn vẫn dè dặt chuyện một phần năng lượng của Lucifer xuất hiện tại đây, có lẽ ở lại nơi này không phải là lựa chọn an toàn nhưng ả không thể nào cất bước bỏ đi. ả cảm thấy nếu nhỡ mất cơ hội lần này có lẽ câu đố không bao giờ giải được nữa. Oygon cũng nghĩ như vậy. Bệnh tò mò của y còn nặng hơn Ôn, Y gần như không hề do dự khi tiếp tục câu chuyện với Enos, vì lo di của ngươi bị hỏng. Enos đáp: Ta nói sai ở điểm nào? Oygon đáp: Ngươi nói ngươi bị Lucifer cầm tù ở đây nhưng khi bọn ta vừa đến, ngươi lại có thể cùng bọn ta rời đi thậm chí ngươi còn chẳng buồn xác nhận xem Lucifer bị đánh bại chưa, Enoch phản bác, trên người ta có lời nguyền của Lucifer, ta có thể cảm nhận được nó giận lỏng lẻo, Oigon nói, ngươi nói ngươi bị giam cầm ở đây nhưng lần trước An Bát đến có thấy ngươi đâu, Enoch giải thích, hắn sợ ta tiết lộ bí mật của hắn nên mới giam cầm ta. Lần này nhờ các ngươi ngăn chặn một phần sức mạnh của hắn nên ta mới thoát ra được, Oigon ngẫm nghĩ rồi hỏi, tại sao lần trước Iraq không bị giam cầm, Enoch đáp, bởi vì hắn phản bội ta để đi theo Lucifer, Oigon sờ cầm bảo, thì ra là vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi giải thích rõ ràng hết rồi, Enos, giờ giải thích rõ ràng thì được cái quái gì? Lộ rồi còn đâu, Oigon nói, ta đã rất phối hợp để ngươi biên xong lời nói dối hoàn hảo, giờ có phải nên nói thật rồi không? Rốt cuộc đảo Decetino là nơi thế nào? Enos đè chặt phần lòi ra của cọc gỗ, mỉm cười để lộ hai chiếc răng nanh sắc lẻm, như tên của nó, là một lời nói dối hoang đường nhất, mặc kệ các ngươi có tin hay không, đảo Decetino quả thật là lô cốt đầu tiên trong âm mưu chiếm đóng nhân giới của Lucifer, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nhảm nhí nào đó, hắn lại thôi, bỏ qua cơ hội tốt nhất để thôn tính nhân giới, tình nguyện ở lại địa ngục, một nơi không có ánh mặt trời, không có hoa tươi, không có trời xanh mây trắng, hắn tưởng rằng mình vĩ đại lắm, nhưng thần lại chẳng trân trọng, để tránh nơi này có một ngày phát huy tác dụng thần sai đứa con yêu quý của mình lập kết giới ở đây nhằm khống chế sức mạnh của Lucifer, các ngươi nhất định không đoán được là, ai, không phải Metatron, không phải Michael, đương nhiên càng không phải Lucifer, Enoch phá ra cười quái dị, chính là Ken, kẻ bị thần ruồng bỏ, cầm ghét trong truyền thuyết, Oygon hắn giọng một tiếng nói, nơi này là vùng đất phong ấn của huyết tộc, đoán không ra mới là thằng đầu óc có vấn đề, khóe miệng Enoch giật nhẹ, đương nhiên nếu được, gã muốn khiến cho mặt của Oigon có giật vì đau đớn hơn. Gã tiếp tục nói, được rồi, đã giới thiệu xong vai diễn ngu ngốc của Lucifer, giờ để ta nói về vai trò của ngài kênh vĩ đại, cũng là cha của ta. Dù có là dòng họ Mancavian điên cuồng, khi đối mặt với người sáng lập ra huyết tộc cũng phải thấy sùng bái và ngưỡng mộ đúng không? An không phủ nhật. Trong giới huyết tộc, người duy nhất xứng đáng được xưng tụng là huyền thoại thật sự chỉ có mình kênh, những kẻ khác, có thể là Lexi thay mặt tộc trưởng, hay đại biểu của huyết tộc là Gin, hoặc trưởng lão đời thứ ba của Mancavian, cũng chỉ có thể được miêu tả bằng từ nổi tiếng, tức là tiếng tâm của họ ai cũng biết, nhưng chưa đến mức ai cũng sùng bái và tôn kính. E nốt mỉm cười, vậy nên các ngươi nhất định không biết, trong lòng kênh luôn căm hận toàn bộ giới huyết tộc, rốt cuộc ai mới là bốt cuối, Oigon thấp giọng nói, tôi thấy không nên để hắn nói tiếp nữa. Tuy giờ cảm giác hắn nói lạm nhảm nhưng nhỡ đâu chốc nữa lại bị thuyết phục. Trước đây cũng từng xảy ra trường hợp tương tự. Ban đầu nghe Enos ăn nói lung tung nên họ đề cao cảnh giác, nhưng sau đó nghe gã giải thích lại thấy rất có lý. Nhìn Enos ảo não, trong lòng Y thầm thấy mình may mắn vì khống chế được gã. Anh bác nhìn chồng chọc vào Enos. Tại sao? Hả? Oygon ngẩn ra. Anh không cảm thấy Enos đang ăn nói bừa bãi sao? Trong lòng Enos tự thấy đắc ý. Thăm dò bí mật quả nhiên là miếng mồi đa số sinh vật đều mắc câu nói chính xác là thù hận 13 gia tộc đến tận xương tủy. ta giải thích nguyên nhân xong các ngươi cũng sẽ hiểu ngay vì sao. Quyết tộc đời thứ hai được lựa chọn như thế nào? Bọn ta không phải là lũ qua đường ớt ơ nhắm mắt bốc bừa, ta là con của ngài, Iraq là người hầu trung thành nhất của ngài, và Yula chính là người yêu dấu nhất của kênh. Trưởng lão 13 gia tộc bắt tay nhau giết hại bọn ta, cha rơi vào giấc ngủ say cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ thôi thấy Gong và Anbat bị thu hút bởi câu chuyện của mình, Enoch thấy mình hệt như đang đứng trên đại cao diễn thuyết trước hàng ngàn khán giả, gã hào hứng sổ cả tràn dài. Trong 13 gia tộc, chỉ có đất tin Mancavian miễn cưỡng xem như không dính máu của đời thứ hai. Chuyện giới huyết tộc bế quan tỏa cản vốn nằm trong âm mưu thanh lọc huyết tộc, người đề xướng là kênh, người hỗ trợ là đất tin Mancavian, mục tiêu là toàn bộ huyết tộc. Vậy nên ngài mới tiến hành sơ ủng cho tiểu minh vương. Sau khi mất đi con cái và người yêu, Tiểu Minh Vương mới là người ngài lựa chọn trong ngàn vạn kẻ để nối dõi cho dòng máu của huyết tộc, nội tâm Oigon bị đả kích nặng nề, rõ ràng biết khả năng rất cao là đối phương đang nói dối nhưng sau từng câu từng chữ gã phân tích, y không tự chủ được mà để mình bị ảnh hưởng và suy nghĩ theo hướng đó, Enos là con trai của Kên, Iraq là người hầu của Kên, Yula lại là người yêu của Kên, nếu giả thiết này thành lập, Kên hận 13 trưởng lão là điều đương nhiên cứ vậy mà suy là có thể giải thích vì sao đất tin lại hãm hại y và an bát là ý của kênh thật sao còn cả tiểu minh vương được sơ ủng cả vạn năm sau thời điểm đúng là trùng hợp y gông nhìn an bát lúc không nổi điên đầu óc anh luôn rất hữu dụng nhưng an bát chỉ nheo mắt suy nghĩ hoàn toàn không phát hiện y gông đang nhìn mình anh chỉ nhìn đăm đăm vào cọc gỗ trước ngực enos không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì thân là kẻ không phải huyết tộc duy nhất ở hiện trường Diôn vẫn giữ được bình tĩnh và sự khách quan lúc cần thiết, người sớm đã bị nhốt ở đảo Decetino, làm thế nào biết được nhiều chuyện như vậy? Oygon bị câu hỏi của A thức tỉnh đang lắng tai chuẩn bị nghe thêm lời nói dối hoàn hảo thì đột nhiên Enos ngậm chặt miệng không đáp, trên gương mặt trắng bệch hiện lên màu ửng đỏ khả nghi, ánh mắt lạnh lùng trông khá là lạ. Thế này là biên hết nổi rồi. Oygon ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lúng túng của Enos. Ánh mắt nghi ngờ và thăm dò của Anbat cứ như làn roi quất lên gương mặt ửng đỏ của Enos khiến nó giận tái đi. Anbat vươn tay ra chụp lấy phần nhô ra của cọc gỗ trước mặt Enos rồi kéo mạnh một cái. Cọc gỗ từ sau trượt ra phía trước, máu đỏ ồ ạt túa ra nhuộm ướt cả nửa người trên của Enos. Gã miễn cưỡng đứng dậy, nhưng còn chưa đứng vững đã bị Anbat đá ngã nhào ra đất. Vết thương bị một chiếc giày đen dẫm lên và di di mấy cái. Anbat cúi đầu nhìn tên Enos gian xảo dưới đất. Enop phun ra mấy ngụm máu, miệng mồm đỏ âu nhưng vẫn cố chấp cười lớn, không kéo dài thời gian để nước thánh thấm vào vết thương của ta nữa à. Năm ngón tay của Anbas co lại, thánh giá bay lên rơi vào tay anh rồi bắn lên không trung xoay một vòng, cuối cùng từ từ cắm xuống vết thương của Enop, gỗ cứa vào thịt tạo ra âm thanh rợn người. Enop hơi nhõm lên, phát ra tiếng rên rỉ đứt đoạn, Anbas để cọc gỗ một lần nữa xuyên qua người gã, Enos -nope bị ghim trên mặt đất chân tay vì đau mà dãy giụa vài cái gương mặt méo mó lộ ra nụ cười xấu xí huyết tộc sắp xong đời rồi giáo hội thiên đường sẽ không tha cho các ngươi nhân giới không phải nơi các ngươi có thể dừng chân những vần mây trên cao từ từ tan đi để lộ bầu trời thẫm màu xám bạc cả hòn đảo chìm trong màn sáng mờ ảo như sắp đón chào bình minh al lại rút thánh giá ra rồi dùng hai tay giơ lên cao đang định cắm xuống thì nghe tiếng la hoảng của oi cổ tay anh xoay một cái thánh giá lập tức bay ngược ra cắm xuống sau lưng anh. Phía sau phát ra tiếng gầm giận dữ, một thứ động vật đầu và đuôi cá, mình người đang hé cái miệng xám xịt để lộ hàm răng vừa nhỏ vừa bén. Oigon cùng Di ôn bị lũ người cá bao vây, nhìn sơ có khoảng mấy mươi con, nhưng xa xa ngoài biển vẫn còn dập dìu đám người cá không sao đến xuể. Enos nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, đẩy an bát ra, giữ chặt vết thương và cười đắc ý nói, cảm ơn các ngươi chịu nghe ta lãm nhảm lâu vậy nhờ thế chúng mới có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ và trở về bên ta. Oigon hất hai tên người cá bay đi rồi đưa tay lên ngửi. Tay y dính đầy mùi cá tanh tưởi khiến người ta kinh tởm, Ngươi phái chúng ra chợ làm người mẫu à, Enos -nope đáp, gần đây không có chợ cá, chỉ có một chiếc du thuyền mà thôi. Oigon nhướng mày, không người xuống dạc sóng ra ném lũ người cá lên bờ, Enos -nope xông tới nhưng chưa kịp chạm vào tóc của Oigon đã bị Anbat ông ngang eo ném mạnh xuống biển gông đuổi theo vài bước nhưng bị lũ người cá cản lại. Y vừa đá bay chúng vừa nói nước vừa lạnh lại mặn, rất tốt cho vết thương. Số lượng người cá không ngừng tăng lên. Tâm trạng của Diôn càng tệ đi. Chừng nào mới kết thúc đây? gông hỏi. Cô còn chiêu nào khác nữa không? Diôn cười lạnh đáp. Ngươi hy vọng ta biến được ra cả sức mạnh của thần à? gông túm đuôi một người cá, lấy nó làm vũ khí và hung hăng nói. Căng tay chờ nghe đây. Hết rồi. Diôn hóa thành khói đen cuốn quanh mấy người cá. Lũ người cá như bị xách lên khỏi mặt nước, dãy đành đạch vài cái rồi ngã xuống, ả à biến lại thành người, phun phì phèo mấy lần mới quay đầu nhìn về hướng suối nước nóng và nói trong sợ hãi, may mà không còn cảm nhận được sức mạnh của ngài Lucifer nữa, cũng giống như trời sinh Anbas và Oygong luôn bị dòng máu của Enos kiềm chế, với Dion, Lucifer là kẻ đáng sợ nhất trên đời, dù chỉ là một luồng năng lượng không có ý thức hắn để lại. Oygong nói Cô gọi điện thoại hỏi xem luồng năng lượng của Michael còn ở đó không? Còn thì kêu sang giúp cái, Dion lại hóa thành khói đen cuốn lấy năm tên người cá, sau đó bay qua sau lưng Oigon nói, bên đó bảo số quý khách vừa gọi không tồn tại, Oigon, song quyền khó địch bốn tay. Người cá càng lúc xuất hiện càng nhiều, mãi miết đánh vết hồi lâu, cả Dion lẫn Oigon đều bắt đầu mất kiên nhẫn và sốt ruột, dù có là ngư dân cũng đâu thể nào từ sáng đến tối giăng chạy đánh cá đúng không? ở phía đằng xa, một tên người cá to bất thường đang cõng ai đó trên lưng vèo vèo lao tới, kẻ đang ngồi trên lưng nó là Enos, hai chân kẹp chặt eo người cá, trong tay cầm cây dao găm nhúm máu, đồng tử của Oigon nheo lại, người hơi rướng tới trước. Chỉ trong chớp mắt, y đã xuất hiện bên dưới người cá, những chiếc móng tay sắc lẻm cào mạnh vào bụng của nó, người cá khổng lồ vung tay xua Oigon đi, Oigon lăn vòng vòng dưới mặt nước và va phải lồng ngực ai đó, Anbat ôm Oigon vờ lắc đầu đau khổ nói, mới một phút mà đã nhớ muốn chết, Oigong hỏi, anh bị thương à, An -bát đáp, chẳng có gì to tác, cơ thể của huyết tộc có khả năng hồi phục tức thời, nếu không phải do thánh giá có tẩm nước thánh, Enop đã không bị thương nghiêm trọng như vậy. Oigong và An -bát rời khỏi trung tâm chiến trường, áp lực chỉ đè nặng lên mỗi mình ôn, ả à, gần như không dám biến lại thành người, chỉ còn là một luồng khói đen len lỏi giữa đám người cá lúc nhúc di ôn liếc thấy cặp đôi kia đang tình tứ thì tức muốn ói máu trong suy nghĩ của ả hễ hai tên đó mà sáp lại với nhau thì chẳng bao giờ nghiêm túc cho nổi mau tới giúp coi tu u e nốt trên lưng người cá bỗng dùng cổ họng phát ra tiếng hú như còi hiểu người cá khổng lỗ ngưỡng cổ và rít lên chói tai đáp lại ngay lập tức hàng loạt người cá cùng nhau ngẩng đầu và hú thật dài rít lên kiểu này chính là tạp âm có sức sát thương với màn nhĩ nhất o y gông đầu đau như búa bổ gần như ngất ngay tại chỗ những việc xảy ra sau đó y chẳng hề biết gì vì chính bản thân y đã rơi vào bóng tối vô tận mãi đến khi thấy cổ đau nhói cảm giác tê dại dần truyền lên não y mới tỉnh dậy tình huống trước mắt khiến y giận sôi lập tức tỉnh táo lại ngay lũ người cá gào rít ban nãy đã chết một mớ số còn lại bao vây lấy họ albert đang chắn giữa y và enos tay enos lại đang xuyên thẳng qua ngực của anh mùi máu của người yêu lan tỏa trong không khí khiến y dằn ra khỏi tất cả những trói buộc do cấp bậc mang lại hoàn toàn đánh mất lý trí y biến thành báo đen dùng lưng đón lấy albert vừa ngã xuống rồi phóng thẳng đến cắn phập vào cổ họng enos trong mắt enos lóe lên sự độc ác nham hiểm bàn tay nhuốm đầy máu của An chầm chậm, chậm vươn tới ngay tim oigong oigong cảm giác rõ rệt tim mình thắt lại người cá khổng lồ từ phía sau lao tới albert đang hôn mê khẽ rên lên một tiếng Oigong lập tức phát điên, trái tim vừa rồi còn bị sợ hãi và căng thẳng trói buộc như được bơm thuốc kích thích, báo đen xé toạc một mảng thịt trên vai Enos rồi quay ngoắt lại xé xác người cá khổng lồ, Enos đành nhảy xuống nước, còn y một lần nữa cõng lấy an trên lưng, vết thương nơi cổ của Enos đã sắp lành hẳn, gã dùng hai tay túng lấy chân báo đen, đang định xé nó ra làm hai thì cổ chợt vang lên một tiếng rắc, cổ gã đã bị người khác vặn gãy trước khi kịp có bất cứ hành động gì, an cười gằn vừa tỉnh lại đã nhìn thấy có kẻ muốn xé xác người mình yêu cảnh tượng đúng là rất mang tính kích thích với đại sứ hình tượng của dòng họ Mancavian tay anh ngay tức khắc đưa lên bóp cổ Enos máu điên trong người sôi lên sùng sục trời sinh đời thứ tư phải bị đời thứ hai khống chế hư Enos là con trai của Ken hư hư dám gây tổn thương cho Oigon đều phải chết nhìn thấy Enos đang dùng tay vặn cổ mình lại Anbat liền thẳng tay bẻ thêm lần nữa trong anh chơi đùa thỏa thích như vậy Oigon đành quay lại sắm vai tôm tép xử lý lâu la. Người cá tầng tầng lớp lớp ùa lên, dùng miệng cắn, lấy đuôi quật, vung nắm đấm, loạn cao cao. Tuy chúng có hình người nhưng lại không có suy nghĩ nên không biết sợ là gì, chúng khiến Oigon thấy nhớ hải quái. Cùng là động vật nhuyễn thế, hải quái có đầu óc hơn biết bao nhiêu, di ôn thấm mệt nên lướt về bên cạnh y, trở lại thành người và thở hổn hển. Oigon hỏi, chúng rốt cuộc là thứ gì vậy, sao ta biết? Tổ tiên của cô chăng? Khóe miệng Diôn giật giật, trả lời qua loa cho có. Chắc là nàng tiên cá trong truyền thuyết. y nói, chúng còn chả đẹp bằng cô. Bị so với lũ quái vật xấu xí kia, thắng cũng chẳng vinh quang gì. Diôn chẳng biết phải trả lời thế nào. y lại tiếp, ít nhất cô còn có vài sợi tóc. Diôn gầm lên lao vào lũ người cá. y tạm thời là đồng minh, không thể ra tay được, vậy chỉ còn lũ người cá để trút giận thôi. Một lúc sau. Tốc độ hồi phục của cơ thể Enos giảm hẳn. Oygon cùng Anbat cảm giác được sự đàn áp gã gây ra vơi đi đáng kể. Không chỉ như vậy, Oygon còn phát hiện một chuyện khác, hình như người cá ít hơn hẳn. Không phải ít đi, mà là không sinh sôi nảy nở nữa. Đánh đến mù mịt, long trời lở đất bấy lâu, giờ đây Oygon và Diun mới cảm nhận được chút ánh sáng của thắng lợi. Nhưng ánh sáng thắng lợi của họ lại là đòn trí mạng của Enos. Gã đẩy Anbat đang có ý định một lần nữa bẻ cổ mình ra lui dần về bờ và nói, giới huyết tộc sắp xong đời rồi. Chúng ta là những huyết tộc duy nhất còn sót lại ở nhân giới, kẻ thù chung của chúng ta phải là giáo hội, là thiên đường. Chúng ta không thể xảy ra nội chiến, thấy An Bác vẫn tính ra tay, gã gầm lên đầy giận dữ, ta chết rồi có lợi gì cho các ngươi, An Bác nhìn Oigon, Oigon trả lời, trong lòng thấy sướng, e nốt nghẹn hồng, trong mắt toát ra sự điên cuồng cùng cực, lắc đầu ly lịa nói, ta sẽ không để các ngươi tọa nguyện gã dùng dao găm trong tay cắt một đường trên tay chân cùng với bụng sau đó ngã ra đất lẩm bẩm niệm chú di ôn nhướng mày nói trông như hắn đang hiến tế oi nói huyết tộc không có mấy loại hoạt động này quần áo của enos trong lúc chiến đấu đã rách bươm để lộ bộ ngực hiện rõ mồm một vết thương do thánh giá gây ra nước thánh rõ ràng vẫn chưa hết hạn sử dụng máu từ vết thương vẫn đang chảy ồ ạt cộng thêm những vết thương khác khiến gã mất máu khá nhanh gã nhìn an bác và khẽ mấp máy môi Hai người cách nhau không xa nhưng An Bát lại không nghe rõ gã đang lẩm bẩm cái gì, chỉ đành đoán khẩu hình của gã. Hình như là, ta là Iraq, huyết tộc đời thứ hai vĩ đại, thân thể đám người cá bỗng nhiên rung lên bần bật, đôi mắt đen như hạt đậu chật lóe lên ánh đỏ tàn ác. Tiếp theo đó, o gong và An Bát đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Trên mình lũ người cá không ngờ lại tản ra mùi của huyết tộc đời thứ hai, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Rốt cuộc ai mới là bốt cuối? Diôn nói, ta thấy có gì đó bất thường. Nói xong, ả à, quay lại nhìn thì thấy hai người mặt đã trắng bệch. Oygon trên khẽ, rất có thể sau này tôi sẽ chuyển sang trường phái cực đoan. Ngừng chốc lát, y mới hung hăng nói tiếp, hoặc không bao giờ ăn cá nữa, hoặc chỉ ăn cá mà thôi. Enos giơ tay, toàn bộ lũ người cá đồng loạt nhảy lên. Chiến thuật ban đầu của họ là anh đối phó Enos, Oygon cùng Dion đối phó người cá. Nhưng hiện tại lũ người cá đều tiến hóa thành đời thứ hai. Dion và Oygon không chống cự nổi, Anbat đành phải góp phần giúp sức. Có sự gia nhập của một người dày dặn kinh nghiệm đối phó với huyết tộc đời thứ hai, tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Dù xử lý được một Iraq, một Enos, nhưng khi cả đám huyết tộc đời thứ hai cùng giáp lá cà, ưu thế của anh khó lòng phát huy được hết. Nỗi sợ hãi sinh ra từ sâu thẳm trong tim dần dần lan tỏa khắp mọi ngõ ngách cơ thể. Thật ra sức chiến đấu của lũ người cá không tăng lên nhiều, chẳng qua lúc ra tay Oigon và Anbat tay chân cứ vướng víu, mỗi lần động chạm là tự động theo bản năng bật ra, Dion tỏ ra khinh bỉ hành vi trốn tránh của họ. Oigon giải thích một lần rồi thôi, Dion chỉ muốn kiếm cớ bôi bát hai người chiếu sự thật thế nào không hề quan trọng, có lũ người cá kéo dài thời gian, e nốt tranh thủ để cơ thể mình hồi phục lại. Nước thánh là một trong những thứ khắc chế huyết tộc, chẳng những khiến da thịt họ thối rửa mà còn làm chậm lại quá trình tự lành vết thương vết thương nơi ngực càng lúc càng lan rộng, gã quỳ trên bờ vốc nước biển lên tẩy rửa vết thương. Gã từng chứng kiến người khác trải qua tử vong, nhưng khi đến lượt mình đối mặt mới thấy nó cận kề như vậy. Gã cũng từng dẫn dắt lũ huyết tộc bị phong ấn tàn sát bừa bãi ở nhân giới, nhưng chưa kịp gây ra tổn hại quá nghiêm trọng đã bị đàn áp. Gã giả thành huyết tộc bình thường lẫn trống trong đám huyết tộc bị bắt, theo họ trở về vùng đất phong ấn, sau đó mượn sức mạnh nơi đây giết sạch quân đoàn thủ hộ thần thánh áp giải chỉ có một việc gã không ngờ, đó là gã chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh của vùng đất phong ấn, vì vậy ngoài quân đoàn thủ hộ thần thánh, cả những huyết tộc theo gã cũng không thoát nạn. Nhờ nắm được chìa khóa khởi động sức mạnh, gã mới may mắn tránh được một kiếp, ở đằng xa bỗng nhiên có tiếng máy chạy của du thuyền vọng đến, o thở phào nhẹ nhõm, di ôn nhìn hết nỗi buộc miệng, cuối cùng cũng đến. Vì để thuyết phục Oigon cùng bát mạo hiểm, Timothy đã điều quân đoàn thủ hộ thần thánh tinh nhuệ nhất theo họ nhưng khi lên thuyền oigon cùng albert không muốn thế giới hai người bị quấy rầy nên đuổi họ sang thuyền khác để theo sau mãi đến trước khi tiếp cận đảo decetino albert mới gửi thư bảo họ ba tiếng sau tập hợp trên đảo Enos rõ ràng đã xuất hiện hơn ba tiếng trước cũng tức là quân đoàn thủ hộ thần thánh không lên đảo đúng giờ hẹn việc này có hai khả năng một là họ bị timothy bỏ rơi hoặc quân đoàn thủ hộ thần thánh bị thứ gì đó ngán đường albert hy vọng là nguyên nhân thứ hai nghe Enop lẩm nhảm cũng bởi muốn chờ nước thánh có đủ thời gian tàn phá cơ thể của gã đến mức tối đa, còn một phần là vì chờ tiếp viện của quân đoàn thủ hộ thần thánh. Lúc người cá xuất hiện, đám an bác còn tưởng họ bị tiêu diệt sạch rồi, nào ngờ vẫn kịp thời đuổi tới nơi, đi cùng quân đoàn thủ hộ thần thánh còn có một hòn đảo nhỏ. Vốn nó bám theo phía sau, đến lúc gần vào đảo Decetino, nó đột nhiên tăng tốc vọt lên trước, là một tên bạn cũ, gã bạn này cũng có ít lắm, thân thể còn cách đó trăm mét đã vương xuất tu dài ngoằng mở đường diệt sạch người cá. Trên mặt biển bị vạch ra một con đường rộng lúc nhúc người cá hệt như bến cảng vào mùa bội thu, quân đoàn thủ hộ thần thánh theo sau hải quái, nhảy xuống khỏi thuyền vật lộn với người cá, hải quái bơi đến cách bờ mấy mươi mét thì ngừng lại. Một bóng người nhỏ nhắn trượt khỏi lưng nó, dàn hai tay ra bơi tự do vào bờ, thị lực của huyết tộc đâu thể xem thường, ít sát, nhận ra là ai, Oigon vội bước đến đón ít sát hớn hở chạy ào tới ông lưng y anh oigon anh Bát mới dùng chân giẫm đứt đầu cá đang định để dành làm món mới cho oigon thì nhìn thấy hình ảnh tấm áp kia đập vào mắt anh trợn mắt đá bay đầu cá xong đến tách hai tên kia ra ít sát bị đá xuống biển sặc mấy ngụm nước ho sù sụ, sụ quyển thánh thư cậu đeo trước ngực khiến anh Bát hít mắt nhìn trước khi xuất phát để tránh thánh thư gây náo loạn anh đã để nó trên thuyền không mang theo nhưng đó là gian riêng của anh và oigon người thường sẽ không tùy tiện vào trong. An Bát sốc cậu bé lên, gằn giọng hỏi, tốt nhất cậu hãy giải thích cho rõ tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Ít sát đáp, người cá tấn công du thuyền, em mang thánh thư đến cho các ngài, cậu tháo thánh thư xuống giao cho o gông An Bát cùng o -gông đều lùi lại một bước, o -gông cười gượng bảo, đưa thánh thư làm gì? Chắc đâu phải để đọc cho lũ người cá nghe đâu nhỉ, vốn y chỉ định nói đùa, nào ngờ hai mắt ít sát sáng rỡ lên thật, cậu bé gật ly gật lìa, phải à, thánh thư sẽ phát sáng, người cá sợ lắm. O gông hỏi, sao lại phát sáng? Ít Sát mở sách ra. Anh Sát nhanh như chớp giấu gông trong ngực mình rồi bật ra ngoài trăm mét. Thế mà lưng anh vẫn thấy đau rát, cảm giác còn dữ dội hơn nước thánh gấp trăm lần. Hai người họ còn kịp tránh đi, Enos đang quỳ trên bờ biển rửa vết thương mới lạnh đủ họa từ trên trời rơi xuống. Vì để rửa cho sạch nước thánh, Enos cố ý kéo vạt áo ra hẳn, lúc thánh quang chiếu vào Vết thương của gã không có gì che chắn, thánh quang cứ thế xuyên thẳng qua ngực gã. Gã chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết, sau đó nửa thân trên hoàn toàn biến mất. Nhìn cơ thể của gã tan chảy thành một vũng máu, gông cảm thấy ớn lạnh cả người, vội vàng kiểm tra lưng của an Anbas cởi áo ra, làn da trắng nõn phía sau đã ửng đỏ nhưng may mà chưa rách da. E nốt vừa chết, lũ người cá như mất đi sức sống, hết tên này đến tên kia lũ lượt nằm ưỡng ra thành cá chết trôi lên bềnh trên biển lúc đánh nhau còn đỡ, ngừng lại xong mới phát hiện mùi máu tươi và mùi cá tanh tử quyện vào với nhau quá sức gây mũi. Đặc biệt là quân đoàn thủ hộ thần thánh, dưới sự ảnh hưởng của các vị cấp cao, thường ngày đều mắc bệnh sạch sẽ quá mức. giờ đây phải đứng cạnh lũ cá chết hôi hám nên ai nấy trông đều khổ sở. người dẫn đầu là Quentin gã dặn cơn buồn nôn và đi đến hỏi hai người về nhiệm vụ tiếp theo. gông lập tức đáp, rời khỏi đây. vì vậy cả đoàn người lần lượt quay về thuyền của mình và lập tức rời khỏi đảo Decetino. Ngay sau hôm họ rời đi, trên đảo chậm chậm hiện lên một bóng người xinh đẹp nở nang. Nếu có Dion hay Anbat ở đây, họ nhất định sẽ nhận ra người đó là ai, hơn nữa sẽ rất ngạc nhiên vì sao người này lại chạy từ giới huyết tộc đến đảo Decetino. Tiếc rằng hiện giờ có mỗi mình ả, ả chỉ đành tự biên tự diễn, bắt đầu từ bao giờ ta lại xuống cấp thành chân chạy việc rồi. Tuy than thở là thế nhưng trong ả không có gì là bực bội, ngược lại khóe miệng còn nhoẻn lên như thích thú lắm. Ả à nhìn về phía suối nước nóng và lắc đầu, trong tay xuất hiện một sợi roi da mỏng manh như làn khói. Roi da quất qua mặt suối khiến sóng nước lay động không yên, chính vào lúc đó, đảo Decetino đột nhiên lại rung chuyển còn nghiêm trọng hơn lần trước, hơi nước dày đặc sông thẳng lên không, nhàm thạch phun trào đỏ rực cả một vùng trời, tiếng núi lửa sôi sục vang vọng khắp đảo, nhấn chìm tất thảy mọi âm thanh. Từ đảo Decetino về dôm đã được ba ngày, ngày đầu tiên, Oigon và Anbat định tìm Timothy hỏi cho ra lẽ nhưng bị ông ta lấy lý do bận rộn tránh mặt. Từ đó về sau, hai người tuyệt đối không mở miệng nhắc đến bất cứ chuyện gì xảy ra trên đảo nữa, chỉ mãi rút ở nhà cuốn lấy nhau, ra đường cuốn lấy nhau, trước mặt người khác cuốn lấy nhau, sau lưng người khác cuốn lấy nhau, hệt như trận chiến khốc liệt trên đảo đã bị quản ra khỏi đầu, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, không nhắc đến không có nghĩa là không suy nghĩ về nó. Những lời cuối cùng của Enos đã ghim sâu vào lòng họ kên thật sự căm hận 13 gia tộc đến mức muốn tiêu diệt toàn bộ họ ư. Trận mưa gió máu tanh lần này là do người sáng lập của huyết tộc gợi lên. Một khi giới huyết tộc biến mất, những kẻ lưu lạc ở nhân giới như họ phải đi đâu về đâu, họ cũng là con cháu của 13 gia tộc, kên có khi nào sẽ diệt cỏ tận gốc không? Bao nhiêu câu hỏi nhưng chẳng một lời giải đáp. Trong lòng Oigon đôi khi cảm thấy Enos chẳng qua chỉ là tên điên thích nói lung tung, nhưng y vẫn cứ thấy lo lắng bất an. Đến ngày thứ tư, Timothy hai hôm trước còn lấy lý do bận rộn tránh mặt họ cuối cùng cũng chịu chủ động liên lạc. Albert cùng Oigon mặc quần áo đôi đến gặp ông ta. Không đợi họ hỏi tội, ông ta đã chủ động xin lỗi, giải thích rằng mấy hôm nay mình bận sắp xếp chuyện nhậm chức giáo hoàng nên chưa có thời gian. Oigon hỏi Albert, ông ta đang đòi quà hở, Albert đáp, trong phòng mình có hai bức tranh khá lắm, Oigon nhớ lại hai tên ác linh giả làm tranh bèn gật đầu. Timothy có cảm giác chẳng phải thứ gì tốt lành, đang định từ chối lại nghe Oigon nói, tôi cứ tưởng ông bận chăm sóc ít sát chứ, chuyện ít xác có thể sử dụng thánh thư nhanh chóng được quen tin truyền đến tai giáo hoàng. Ông ta ngay lập tức cướp người đến tòa thành trung ương, thiếu chút nữa là cướp thật, tổng giám mục ở Buenos Aires vì chuyện này suýt nghiến nát mất mấy cái răng của mình, cả giáo hoàng cũng cảm thấy ít xác tuổi còn nhỏ mà đã được sự công nhận của thần. Tương lai sẽ trở thành sứ giả của thần nên dặn dò Timothy phải bồi dưỡng cậu bé cho tốt. Ít sát thua Timothy đến mấy chục tuổi, không hề mang tính cạnh tranh, Timothy đương nhiên đồng ý ngay và luôn. Có ít sát là có thánh thư, có thánh thư thì quyền lực của tòa thánh trung ương sẽ được củng cố càng thêm vững chắc. Thêm vào đó, huyết tộc bế quan tỏa cản, Mancavian có người kiềm chế, lũ huyết tộc ở nhân giới cũng không lâm lâm gây sự như trước, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tâm trạng Timothy đang cực kỳ vui vẻ nên không để bụng lời dễu cợt nho nhỏ của Oigong ông đưa hai người đến cửa chính của điện giữa. Timoth nói, đáp án hai vị cần đều ở đây. Oigon ngừng bước, ông không vào. Timothy nói, tôi không tò mò lắm, chính giới có đảo điên thế nào chăng nữa, phía trên ông ta vẫn có thiên đường chống đỡ. Từ sau ngày nối lại liên lạc với thiên sứ, ông ta thấy mình đã lo đủ quá rồi, không cần ngày nào cũng phập phòng sợ bóng sợ gió, chỉ việc đóng cửa hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ nhỏ nhoi của mình chuyện ông ta quan tâm bây giờ là làm thế nào để khuếch trương sức ảnh hưởng của giáo hội. Oigon đẩy cửa bước vào, ánh hào quang phủ quanh thánh giá trông có vẻ tối hơn lần trước thiên sứ giáng trần, nhưng thực tế là cả gian phòng đang được chiếu sáng rực rỡ lại chẳng chói mắt chút nào. Hai người đến trước thánh giá thì nhìn thấy một bóng người hiện lên trên thánh giá, Metatron. Rất xin lỗi vì khiến hai vị thất vọng, giọng nói này rất êm tai nhưng không giống như vị nào trước đây hai người từng gặp, có muốn đoán lại không? Oigon nói, Gabriel, Raphael. Urin. Sau khi được gặp Michael và Metatron, tôi cảm thấy chẳng ai là ngoại sức tưởng tượng nữa, đối phương mỉm cười đáp, quả thật là không có gì ngoại sức tưởng tượng. Suy cho cùng chúng ta đều là con dân của thần, bọn tôi là huyết tộc, Oigon trả lời nghiêm túc không hề trào phúng. Thân là huyết tộc đời thứ tư, y đã quen đứng trên lập trường đối lập với thần, đối phương đáp, thần vẫn thương yêu các cậu, tự như vẫn thương yêu kênh vậy, Oigon hỏi, ngài có biết chuyện ở đảo Decetino là thế nào không? Những gì Enoch nói có phải thật không? Đối phương trả lời, có thật có giả. Iraq cùng Enoch xuất hiện trên đảo Decetino là kẻ giả mạo được tạo ra từ máu của Iraq và Enoch thật năm xưa. Sức mạnh của chúng không bằng một phần mười người thật, sắc mặt Oigon trở nên khó coi, đối phương nói, nhưng các người không có cơ hội gặp mặt đâu. Quan hệ của kênh và huyết tộc đời thứ ba cũng không căng thẳng như Enoch kia suy đoán, suy đoán, Đối phương đáp: "Theo ta được biết, hắn chỉ rời khỏi đảo Decetino duy nhất một lần là bị bắt lại rồi, tin tức của hắn đa phần do ác linh cung cấp, còn lại chỉ do suy đoán, không có tính tham khảo cao lắm." Nói năng thuyết phục đầy đủ căn cứ vậy mà chỉ là suy đoán, Oygon nghẹn lời nhìn Anbas. Anbas vuốt đầu y, Anbas nói: người cá, đối phương nói, không cần lo lắng, chúng chẳng qua là thú cưng Enos dùng máu nuôi dưỡng, sau khi hắn chết, chúng sẽ từ từ biến mất." Anbat nói không, tôi định hỏi nó có ăn được không. Lúc trời đi, anh còn mang theo vài xác cá. Đối phương im lặng chốc lát rồi đáp, cậu có thể thử xem. Oigong nói, tôi không thèm ăn đâu. Anbath sờ đầu y, ngoan. Oigong nói tiếp, chúng xấu phát ớn. Anbath gật đầu tán thành. Đối phương, cuộc trò chuyện không hề kéo dài, sự cố xảy ra ở đảo Decentino cứ thế trôi qua hời hợt. Những nghi vấn vướng mắt trong lòng Oigon và Anbat vẫn chưa được giải đáp. Trên thực tế, ví dụ như khi thiên sứ bảo lời của Enoch không đáng tin cậy, họ cũng không tin tưởng thiên sứ cho lắm, bởi vì lúc Oigon gạn hỏi cho ra người sai khiến Enoch là ai, thiên sứ lại né tránh không đáp. Người đó chỉ nói, sau này, đảo Decetino chỉ là một hòn đảo bình thường, không còn là bước đệm để địa ngục tấn công nhân giới nữa, cũng không còn là vùng đất phong ấn sức mạnh của Lucifer để lại ở nhân giới, càng không còn là phòng thí nghiệm chế tạo huyết tộc đời thứ hai. Oigon lại hỏi tiếp, đối phương liền bắt đầu quá trình tẩy não bằng những lời ca tụng thiên đường. Nếu không nhờ An Bác cản lại, thiếu chút nữa y đã ván đầu đến độ mua luôn hai bình nước thánh độc hại chứ không có gì tốt lành cho mình. Nếu thiên đường là công ty, vị này nhất định là giám tốc bộ phận marketing. Ở nơi An Bác lẫn Oigon không nhìn thấy, vị thiên sứ trước đây liên lạc với hai người đang dùng ánh mắt lấp lánh như sao chim ngưỡng giám đốc tiêu thụ của họ đến mức sùng bái, muốn quỳ mập xuống, không hổ danh thần tượng của mình. Câu nào câu nấy quá mức hợp tình hợp lý. Trước khi Oygon và Anbat rời đi, vị nọ còn biểu đạt rằng y ủng hộ hai người trở thành lãnh tụ của huyết tộc ở nhân giới. Thực tế thì sau khi Vương Tiểu Minh đến con thuyền noa, ở nhân giới làm gì còn ai cạnh tranh được với họ. Thật ra Timothy vốn hơi lo lắng với đề nghị này. Ai cũng biết Manvian có máu điên. song vị thiên sứ kia lại nói, nhưng Oygon là khắc tinh của hắn, có Oygon ở đó. Anbat như chiếc hộp Pandora đã khóa lại, vì vậy phải luôn đảm bảo hai người ở bên nhau. Do câu này của thiên sứ, giáo hội tự dưng phải gánh vác thêm một nhiệm vụ, đảm bảo cuộc sống vợ chồng của An Bác và Oigong luôn hòa thuận vui vẻ. Xoắn cả ngày trời, cuối cùng Oigong đành quản chuyện đảo decetino ra khỏi đầu, vì nghĩ kỹ thì đúng là chẳng liên quan gì đến hai người, An Bác càng chẳng để tâm. Nếu chẳng phải ác linh dây dưa mãi, anh vốn chẳng thèm quản lý chuyện này. Nếu thiên sứ đã đảm bảo nhân giới sẽ được thái bình, ba chuyện lộn xộn kia anh đương nhiên không thèm động tới. Oigon, anh có thấy gần đây cuộc sống của mình hơi bị suôn sẻ quá mức không? Ra ngoài không cần gọi xe, taxi đã tự động dừng ngay trước cửa. Muốn đến nhà hàng dùng bữa lại có sẵn khuyến mãi từ chẳng biết từ đâu bay tới. Có một lần y giả bộ không mang tiền, một túi tiền thật sự từ trên trời rơi xuống. Anh Bát nói, vẫn thiếu chút chút, nhìn bàn tay dâm đảng của anh bắt đầu rụt rịch, Oigon liền nhảy khỏi giường bỏ chạy. anh Bát chụp y lại đè xuống giường, vừa hôn vừa nói thế này mới gọi là suôn sẽ triệt để. Oi gong đáp lâu lắm rồi không diễn kịch, tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất mình không còn được. Anh làm gì thế? Anh dính máy quay phim lên sẵn, chẳng phải em muốn đóng phim sao? Tôi muốn đầu quân vào Hollywood, mục tiêu của tôi là giật giải ảnh Đế Venice, Cang, quả cầu vàng, Oscar. Ừm, chậm tí, chuyện đang tiếp diễn tại địa ngục. Người của thiên đường xem như vẫn khá thành thật, mối làm ăn này không đến nổi lỗ ôn vui vẻ đứng trong đại sảnh của con thuyền noa nhìn chiếc xe ngựa khổng lồ không người lái dừng lại trước mặt mình. Lúc trước đến đảo Decetino, ả à tuy thi hành nhiệm vụ nhưng không hề cố gắng hết sức, trong đầu lại luôn có mưu đồ riêng. Trả xong tiền thuê phòng mấy ngày này cho tên quản lý tiền sảnh keo kiệt, ả à hớn hở bước lên xe ngựa với tâm trạng tươi vui chuẩn bị chào đón một cuộc sống mới. Quản lý tiền sảnh nhiệt tình vẫy tay với ả, à, du lịch vui vẻ nhé. Hoan nghênh lần sau ghé thăm nữa. Hừ, du lịch cái gì? chuyến này là ả à về nhà. Bà đây không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ đặt chân lên con thuyền noa một lần nữa, cái thế giới của lũ gây bọn bay. Ả à sẽ có một cuộc sống mới, một thân phận mới. Một cuộc sống được các chàng thẳng đẹp trai đủ kiểu vây quanh. Di ôn tràn trề hy vọng với tương lai tươi sáng của mình, dù có nằm mơ cũng sẽ là giấc mộng đẹp được nhảy múa cùng các chàng trai. Xe ngựa bất thình lình rung lên rồi từ từ ngừng hẳn, đến rồi, ả à mở mắt ra, bên ngoài đang là ban đêm ư sao trời lại tối như vậy? Dù thiên đường chưa từng khẳng định vùng đất mới của ả ở đâu nhưng qua đủ loại ám chỉ, gợi ý ngầm, ả đoán hoặc là giới nguyên thù, hoặc là nhân giới, chỉ có hai nơi này phù hợp cho ả lẫn trốn. Suy cho cùng, dù là Titan, người lùng hay tinh linh đều có tạo hình đồng bộ, sự xuất hiện của ả sẽ rất nổi bật, ả đẩy cửa ra bước xuống. Mùi máu tanh nồng trên đường khiến mũi ả giật giật, bên đường thò ra hai mấy cái đầu. Một, hai, ba, cả đám. Ả luôn thích được hưởng thụ ánh mắt thèm khát của người khác phái nhưng tuyệt đối không phải là ánh mắt như lũ sói đói thế này, ả hy vọng được ngắm nhìn như một người phụ nữ, là phụ nữ, không phải thức ăn, thiên đường chết dẫm, tại sao lại đưa ả đến giới huyết tộc, huyết tộc gần đây chẳng phải bị đóng rồi sao? Ả đột nhiên nhớ lại lời nói đầy ẩn ý của Raphael trước khi ả đi, lúc ấy ả còn mãi đắm chìm trong hình tượng phong độ ngút trời của đối phương nên không suy nghĩ tường tận, giờ nhớ lại mới thấy toát mồ hôi lạnh tức là ả vẫn chưa chạy thoát thành công nhìn bầu trời u ám của giới huyết tộc ả thấy tim mình thắt lại gần như không thể thở nổi chuyện đang tiếp diễn tại địa ngục nằm ngón tay thon dài đặt trên mặt giấy vừa đúng che khuất mất chữ viết trong văn kiện người sở hữu bàn tay khép hờ mắt lại gương mặt đẹp để vô ngần trầm lắng như được điêu khắc mà thành mãi đến khi vang lên tiếng gõ cửa người nọ mới mở mắt nhìn ra ngoài bị đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương liếc qua Belet lập tức cất ngay miếng bánh bà xã vừa tới tay, chùi sơ khóe miệng rồi nhìn tập hồ sơ dưới bàn tay kia và nói, văn bản kế hoạch này một tiếng trước đã được đặt lên bàn của Mammon. Một tiếng đủ để Mammon đưa ra quyết định, Lucifer vô cảm nhìn vào khoảng trống sau lưng Belet. Rõ ràng lựa chọn của Mammon không phải là điều hắn muốn thấy, ba phút trước, hắn đã lấy cớ phụ giúp Metatron tổ chức buổi họp mặt bạn cũ để khởi hành đến con thuyền noa, ngừng một chút. Belet lại dè dặt nói tiếp, Metatron thật sự phải tổ chức buổi tiệc này sao? Tôi cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, ngón tay đặt lên văn kiện của Lucifer gõ nhẹ hai cái, không hề trả lời, ở cùng một phòng, nếu như hai người đều không nói chuyện, bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng khó xử, tự như hiện tại. Belet đành phải lựa lời để nói, không ngờ thiên đường đột nhiên phát động phong trào diệt trường nghịch cửu hội, rõ ràng đã âm thầm mắt nhắm mắt mở bao nhiêu năm qua. Lúc xưa khi nghịch cửu hội tấn công con thuyền noa Michael chẳng buồn ra mặt, khi ấy thậm chí Metatron vẫn còn ở đó. Lucifer nói, đã đến lúc không thể nhìn được nữa, gần đây nghịch cửu hội gây ra không ít chuyện động trời khắp cả chính giới. Belet ngẩn ra, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù phần lớn thời gian gã đều cho rằng mình rất hiểu sếp lớn nhà mình, nhưng suy cho cùng vẫn có đôi khi sự tự tin của gã cũng bị lung lay. Thỉnh thoảng Belet cứ thấy hình như mình chẳng hiểu về người nọ bao nhiêu giống hệt bây giờ, vì Michael mà người nọ mới trở nên, mâu thuẫn thế này ư, nhưng khi phát động thánh chiến năm xưa, quan hệ giữa người nọ và Michael đã rõ như ban ngày không ai không biết, thế mà có thấy trùng tay tí nào đâu, Belet khá đau đầu, gã lặng lẽ lấy một miếng bánh bà xã cho vào mồm để an ủi trái tim bị tổn thương của mình. Nếu đem so với vị người yêu chẳng biết nghe lời của ai kia, bà xã này đáng yêu hơn biết nhường nào, thả Leviathan ra, Lucifer đột nhiên nói, Belet cả kinh hỏi lại, hắn ta không phải muốn hoài nghi quyết định của sếp nhưng Leviathan thang gã vẫn không dằn lòng được phải hoài nghi thôi tên ma vương lòng dạ tràn ngập đố kỵ ganh ghét nhìn ai cũng thấy chướng mắt kia mà ra tay thì nạn nhân tuyệt đối không chỉ có kẻ thù ngón tay lucifer lại gõ nhẹ lên bàn hai tiếng ánh mắt sâu thẳm lóe lên chút ý cười nhàn nhạt tiện thể báo với asmoder Leviathan thang cùng asmoder belet há mỏ nhưng rốt cuộc vẫn không nói được câu phản đối nào gã nhận ra quyết định này không phải do Lucifer nhất thời nổi hứng đưa ra, biết đâu khi tự luyến và tự bế kết hợp với nhau sẽ sinh ra phản ứng hóa học ngoài ý muốn. Sau khi gã xin phép rời đi, bàn tay của Lucifer mới rời khỏi tập văn bản trên bàn, để lộ dòng chữ viết, kế hoạch thành lập nghịch cửu hội, phiên ngoại của dơi già và mèo đen. Từ ngày anh tiếp nhận thật ra phải nói là không từ chối vị trí lãnh đạo của huyết tộc ở nhân giới, lo rần sờ liền báo cáo lại tất cả vấn đề cho anh giải quyết nào là một tên huyết tộc lỡ yêu con người bất chấp thủ đoạn giam cầm cô gái trong thành của mình ép buộc cô trở thành huyết tộc rồi bị cảnh sát tìm đến nào là huyết tộc đánh nhau vì ủng hộ hai đội bóng đá đối lập gây nên khủng hoảng cho người chung quanh và ủng tắc giao thông nào là huyết tộc cấp cao giành địa bàn nhờ họ đến phân xử trừ việc cuối ra những chuyện còn lại anh chẳng thấy hứng thú làm trọng tài của mấy trận đánh đấm không những được xem miễn phí khi chưa đủ khốc liệt anh còn có thể châm dầu vào lửa dù cách xử lý của anh quá mức qua loa, không phù hợp với hiệu suất làm việc cực cao cùng tác phong chuyên nghiệp của Venter, nhưng chỉ cần anh chịu ở nhà làm việc chứ không ra ngoài gây sự là lo rần sờ đã cảm ơn trời đất. Lo rần sờ tự lái xe chở anh Bác và Oygon đến địa điểm quyết đấu, nhìn nụ cười thỏa mãn của cậu ta, Oygon thầm nghĩ, nhóc con, cậu còn trẻ lắm. Trận quyết đấu diễn ra vô cùng bình thường, hai bên đều cử ra một huyết tộc đời thứ 10 làm nóng trước rồi mới chính thức cho đời thứ 7, 8, chính ra mặt, An bát và Oigon lôi Kuki ra vừa ăn vừa xem. Oigon nói, Nosferatu quả nhiên đoàn kết, cùng nhau ăn đòn, cùng nhau chịu đau, phối hợp nhịp nhàng ghê cơ. Anh xem cái mông nhỏ của họ kìa, vẫn cao ghê chưa? Nosferatu tự căm ghét bản thân vì thính lực quá tốt nên nghe rõ không sót chữ nào, cố gắng hóp mông lại, bị đối thủ thừa cơ dán thêm mấy đòn. An bát nhéo cầm Oigon, cố gắng kéo mặt y qua nhìn mình, nhìn mông của người khác. Oigon cau mày bắt bẻ, anh muốn cho tôi xem mông của anh à, anh Bác cười đáp, về nhà cho xem, tiếng đánh nhau càng lúc càng vang dội, đất đá vỡ nát bắn ra khắp nơi, suýt nữa là văng vào mặt hai người, Oigon không muốn nhỡ mất khúc hay nào bèn vỗ lên tay anh dỗ dành cho qua, được được được, về rồi tính, dứt lời liền quay đi xem tiếp, lúc này, trận đấu không còn ở thế cân bằng như trước khi họ trò chuyện. La Somba tấn công mãnh liệt, Nosferatu rơi vào tình thế bi động hơn hẳn là lời bình của y phát huy sức mạnh ư o y gông hai mắt sáng rỡ lại mở miệng bếp xếp anh trong vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển của la sông ba kìa cứ như nhành liễu trước gió ý lời của y quả nhiên có hiệu quả ban nãy còn chuyển động bình thường giờ đây cả đám la sông ba đột nhiên cứng người lại làm lưng dính liền mấy đấm suýt ói máu an bác sầm mặt hai mắt tối tăm cứ như sắp nổi bão đến nơi bình tĩnh nào o y gông còn chưa dứt lời an bác đã xông lên Huyết tộc đời thứ tư đương nhiên chiếm ưu thế vượt trội hơn hẳn đời thứ bảy, tám, chín. Nosferatu và La Somba ban đầu còn tự lo lấy thân, về sau bị đánh bầm dập mặt mũi liền quẳng luôn nguyên nhân của cuộc đấu ban đầu để bắt tay nhau. Họ làm sao mơ đến việc trả đòn, hợp tác cũng chỉ mong sao đông người thì áp lực giảm đi đôi chút, tránh cho bản thân quá te tu tơi tả. Lo rần nhìn hết nổi bèn nói với Oygon: đủ rồi mà, Oygon đáp, suýt quên tại sao họ lại đánh nhau vậy lo rần sờ trả lời dành địa bàn chỗ nào lo rần sờ lấy bản đồ ra vẽ một vòng tròn oi sáng mắt gọi an bác thắng là được rồi an bác đánh cho cả đám ngã chồng chéo lên nhau rồi hỏi ta thắng chưa đám huyết tộc tức điên nhưng chẳng dám nói năng gì lo rần sờ buồn lòng nhìn bản đồ sớm biết nơi này là miếng mồi ngon thì ai đời lại dâng lên miệng hai con sói đói không biết xấu hổ là gì cậu ta vờ như không nhìn thấy núi người mà chỉ trả lời an bác ngài mới là trọng tài ạ à. An Bác rất hài lòng với sự biết điều của cậu ta, ta thắng rồi, dứt lời liền giật bản đồ đưa cho Oigong. Oigong nói, hai đứa mình đến đó nghỉ mát đi, tiện thể tuần tra lãnh thổ mới, được chỉ cần hai người luôn ở bên nhau, những việc còn lại An Bác không có ý kiến. Nhìn hai người nắm tay nhau đi xa, đám núi người lập tức giải tán, chia thành hai phe nhìn lo rần sờ với vẻ uất ức. Lo rần sờ hắn giọng bảo, Giovanni có một tên huyết tộc đời thứ bảy phá vỡ quy tắc, cưỡng ép con người làm huyết tộc, đang cần một đoàn tình nguyện viên đến xử lý, ai bằng lòng, hai hàng tay đồng loạt dơ lên, phá hỏng quy củ nhất định phải chịu trừng phạt, biết đâu còn bị nhốt vào vùng đất phong ấn, đấy là trong trường hợp nó vẫn còn sử dụng được, tức là địa bàn đó biến thành vô chủ, có thể chia cho những kẻ lập công. Một lần giải quyết luôn hai vấn đề, tâm trạng của lo rần sờ khá hơn hẳn ban nãy, mỉm cười nói, cứ thế đi, để tránh gặp phải kỳ đà một lần nữa, La Somba và Nosferatu năm lần bảy lượt dặn lo rần sờ giữ bí mật dùm họ. Lo rần sờ đồng ý, dù sao hai tên kia mà đi nghỉ mát thì sẽ không có hứng thú lo mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Nơi La Somba và Nosferatu tranh giành là một tiểu trấn cổ xưa có tên Pika. Ngay giữa trấn có một giáo đường, trên đỉnh gắn đồng hồ chuông, là nơi cao nhất cả trấn, chung quanh có nhà dân, quán ăn, cửa hàng này nọ. Đường xá không rộng nhưng sạch sẽ, hai bên đường xếp đầy những bồn hoa khiến cả con đường trông như khu vườn xanh mát. Địa bàn còn được tặng kèm với nhà ở, là một căn biệt thự nhỏ ở vùng phía tây bắc hẻo lánh, vị trí trên cao có thể quan sát đường phố bên dưới. Ba ngày sau khi họ đến đó, Lo Rần Sờ đã làm xong thủ tục sang tên, thế là căn nhà được chuyển sang quyền sở hữu của An Bác, và trấn nhỏ từ đó về sau đương nhiên thuộc quyền quản lý của Mancavian, mặc dù dân cư trong trấn chẳng ai hay biết gì. Họ chọn nơi này nghỉ mát vài phía tây tiểu trấn có một khu rừng rậm, Oigong thỉnh thoảng thích biến thành báo. Mà biến thành báo nếu không được sải chân chạy nhảy đúng là sỉ nhục tốc độ của nó. Nhưng ở nhân giới, đường lớn hẻm nhỏ đều không thể chạy lung tung, chạy loanh quanh trong lâu đài thì chẳng mang tính thử thách tốc độ, mấy chạy bộ thì hẹp. Vậy nên rừng rậm chính là sân vận động lý tưởng nhất, bởi thế nên mỗi buổi sáng, anh bác lại có thêm nhiệm vụ mới, dắt báo đi dạo. Tuy sau khi hoạt động dắt báo đi dạo diễn ra, thời gian vận động trên giường vào sáng sớm giảm đi đáng kể, nhưng ngắm chú báo nhà mình sung sướng chạy nhảy, trong lòng anh thấy rất thỏa mãn. Người yêu ở bên cạnh mình rất vui vẻ, nhưng hôm nay Oigong chạy hơi bị xa, nhìn y cắm đầu chạy thẳng một mạch về phía trước, an âm thầm nhíu mày. Bất thình lình trong rừng vang lên tiếng sột soạt rất nhẹ rất nhanh nhưng lại khó có thể bỏ qua. An hóa thành dơi bay đi thăm dò, một lúc sau thì gặp được Oigong đang chạy về. Oigong biến lại hình người, gần đây cứ có cảm giác ai đó đang nhìn lén tôi hai mắt an bát tối sầm và lóe lên ánh nguy hiểm nhìn lén o y -gông ngờ vực nhìn anh phải anh không an bát kéo y vào lòng ngoài cười nhưng trong lòng khó chịu đáp tôi ngắm em mà còn phải nhìn lén o y -gông thở dài đẹp trai quá là cứ dễ thu hút ông bướng hà an bát rút dao găm ra xoẹt xoẹt trạch hai đường lên mặt y vậy không cần gương mặt này nữa dù sao trong em thế nào tôi vẫn yêu o y -gông. đương nhiên là tin hồi mình là mèo, hắn ta còn suốt ngày thả dê cơ mà. Mặt y, đương nhiên vẫn còn nguyên vẹn, bó tay, khả năng tự lành vết thương của huyết tộc quá nhanh, vết thương biến mất hệt như mặt hồ gần sống rồi thôi. Hai người tay trong tay về tiểu trấn ăn sáng, đây đã trở thành lịch trình cố định của họ, điểm tâm của trấn nhỏ hơi đơn điệu, thực đơn chẳng có gì ngoại bánh mì, sữa tươi và các loại mứt quết, nhưng o y gông thích, ngồi trên ghế trong quán ăn cửa trước giáo đường, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm ban mai thứ nhấm nháp trong miệng không phải là thức ăn mà là cảm xúc, nhưng hôm nay lại hơi đặc biệt. Bên cạnh giáo đường chợt tụ tập cả đống người, có rất nhiều gương mặt xa lạ nằm trong số đó, tất cả đang lúc nhúc xếp hàng. Chủ quán ăn Oigon thường ghé quay đầu lại bắt gặp Oigon thì ngạc nhiên hỏi, các cậu cũng đến thử vai à, tại Oigon vẫn cao lên, thử vai, à, tôi nhầm. Cũng phải, hai cậu không giống kiểu có hứng thú với giới showbiz. Có một đoàn phim Trung Quốc đến quay ngoại cảnh ở đây, muốn tìm diễn viên lâm thời người bản địa, còn chưa nói xong, gong đã ngay ngắn xếp hàng sau lưng gã và nói với giọng chắc nịch, đúng thế, tôi đến thử vai, chủ quán, đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên thấy hơi phiền lòng. Buổi thử vai tuyển diễn viên lâm thời lần này số lượng người tham gia không hề ít, nhưng đa số đều là dân nghiệp dư tới cho vui, không có kỹ năng thì thôi, đằng này cả cảm giác ăn ảnh cũng không có, mặt mũi đều tầm tầm, được rồi, thật ra cũng có nổi bật mắt gã sáng trưng nhìn chầm chầm đôi thanh niên đang đi tới, chàng trai tóc vàng mặt mũi xinh đẹp sắc sảo, nếu so với mặt bằng chung ở Hollywood cũng khó ai sánh bằng, còn chàng tóc nâu điển trai lạnh lùng, lúc miếng môi đặc biệt mang lại cảm giác cấm dục, rất phù hợp với tính cách của nhân vật, chỉ liếc một cái gã đã quyết định chọn anh. Oigon cảm thấy gã có vẻ nhìn sai hướng bèn hơ tay trước mặt gã, đạo diễn không chú ý đến y, nhanh chóng đưa kịch bản cho An Bác, cậu thử xem. An bác nhận lấy kịch bản rồi truyền cho Oygon. Tôi là người quản lý của Y, khó khăn lắm mới chấm trúng mà lại là người quản lý. Đạo diễn cảm thấy khó lòng chấp nhận, nặng nặc khuyến khích, cậu cứ thử xem, thử xem đi rồi tính. Ngoại hình của cậu rất phù hợp với vai diễn này. Gã vừa nói xong, Oygon đã quay lại đấm cho An bác một cú. Mắt trái An bác dần chuyển sang màu tối, trong lòng càng u ám hơn ngoài mặt. Oygon vừa nắm chặt tay An bác vỗ về, vừa mỉm cười quay sang bảo với đạo diễn giờ không còn thích hợp nữa đúng không? Hay cứ cân nhắc thử tôi xem, đạo diễn phụ trách chọn diễn viên, phiên ngoại của dơi già và mèo đen. Trong trường hợp ứng cử viên sáng giá nhất không chịu tham gia thử vai, đạo diễn đành chọn ba người khác vào vòng cuối, bao gồm Oigong, ông chủ quán ăn và một diễn viên hạng ba từ bên ngoài đến. Giám khảo vòng này có đạo diễn chính, nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên và nam nữ chính đạo diễn phụ trách tuyển chọn giao kịch bản cho ba người rồi cổ vũ đừng lo lắng lần lượt từng người thử vai ngoài vai này ra chúng tôi còn cần vài người để quay mặt và lưng dù không được vai này vẫn được lên hình oi gông hớn hở nói tôi có thể diễn nhiều vai ông chủ quán ăn diễn viên hạng ba dành miếng cơm sao trắng trợn vậy còn để người khác vét tí đồ thừa không hả đạo diễn tuyển vai cười ha ha rồi nhanh chóng trở về vị trí trong lòng nâm nớp sợ rằng còn trù trừ thì mặt sẽ gắn thêm một tấm huân chương chưa biết chừng, đạo diễn thông thả nhấp một ngụm nước, ai trước, tôi, Oigong nhiệt tình giơ tay ngay. Y dám khẳng định với diễn xuất của mình, tuyệt đối không thể nào, người tiếp theo đạo diễn mặt mày vô cảm cắt ngang mạng biểu diễn của Oigong, Oigong khựng lại, nhìn ông ta bằng ánh mắt không dám tin, tôi diễn không hay sao, đạo diễn đáp, chúng tôi không phải đang quay kịch nói, vẽ mặt, biểu cảm còn khoa trương hơn được không? Biên kịch nói, cũng không phải phim ngôn tình. Nam chính nói, không phải phim tình cảm bi lụy. Nữ chính nói, không cần hát, o Nhà sản xuất đành phải an ủi, không sao, với điều kiện của cậu tuyệt đối đủ sức lên hình. o vực dậy, cố vớt phát, thế tôi sửa lại nhé. Đạo diễn nói, xem người kế tiếp trước đã. o vừa gặm kịch bản vừa ngoan ngoãn ngồi chờ, an bát im lặng ngồi cạnh nắm tay an ủi. Anh nhìn ông chủ quán ăn bước ra chuẩn bị diễn, sầm mặt nghe răng nanh ra, tôi ra tay hay em ra tay, o gông nói, không được. Mấy chuyện thắng không vinh quang kiểu này không thể làm, Anh bác hắc hắc cười lạnh và vuốt ve vành mắt của mình. Nửa tiếng sau, o gông ngồi bệt ngoài cửa giáo đường thang ngắn thở dài, anh nói xem giờ đi lột da thằng oắt diễn viên quèn kia còn kịp không, y dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu diễn viên hạng ba kia gia nhập đoàn phim, kịch bản trong tay bị gặm nát bương. Anh Bát nói, sau đó nơi này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát vì xảy ra án mạng, giáo hội than phiền với lo rần sờ lo rần sờ báo cáo với tôi tôi sẽ xử lý em ngừng một chút anh nói tiếp bằng giọng mong đợi em thử đi Oi nói nghe có vẻ chẳng hay ho gì an bác hỏi không phải lãng mạn lắm sao lãng mạn chỗ nào giáo hội than phiền timothy rút vào lòng lo rần sờ thủ thủy hai người họ hư quá ấy trút giận dùng người ta đi sao hay là khi lo rần sờ đến báo cáo hai người dắt nhau vào nhà hàng cao cấp có piano du dương trang trí thêm một vòng đến hình trái tim. Mới nghĩ tới đó, Albert đã thấy nổi da gà, chắc trong mấy ngày tới tôi không bao giờ muốn gặp lo rợn sợ quá. Oigon nói, biết đâu lại có chuyện hay ho như thế này, lãnh địa đúng là càng nhiều càng tốt nha. Albert đáp, hắn không ngây thơ thế đâu. Oigon tiếc hùi hụi, mãi cân nhắc xem lần sau gặp lại, mình có nên gõ đầu cậu ta để cậu ta trở nên ngây thơ hơn đôi chút không? Người của đoàn phim đến thông báo với họ ngày mai ghé lại quay phim. Ôi gông nhìn hai bàn tay trống không của gã nọ, kịch bản đâu? Tôi mang về nhà nghiên cứu một chút, gã nọ nhìn y bằng ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng vì khả năng tiếng Anh có hạn nên không thể trả lời với giọng khinh bỉ rằng, diễn viên quần chúng cần quái gì kịch bản, câu này quá khó nên gã chỉ xua tay li lịa và nói, không 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 không, ôi gông nói với anh Bác, không nhìn tôi mà chỉ nhìn vào vẻ mặt bây giờ của hắn, trông cứ như tôi đang đứng trước mặt hắn bắt hắn cởi quần áo ấy rõ ràng y đứng cách gã rất xa, hai tay lại nghiêm túc không làm gì quá đáng, mắt gì phải trưng ra vẻ mặt như xử nữ thế kia. An bác nhìn y đầy hàm ý, biết đâu em làm gì đó rồi mà chính bản thân lại không biết ấy chứ. O y gông, y gông nói, sao hắn cứ xua tay nói không 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 với tôi vậy? Vì em chỉ cần quay mỗi mặt thôi, sực nhớ đến chấp niệm với việc đóng phim của Oygon. An Bác tự cảnh tỉnh có phải mình quá trực tiếp rồi không? Đang định đổi đề tài thì chợt nghe Oygon nghiêm túc trả lời, về nhà tôi phải làm mặt nạ dưỡng da cho đẹp mới được, an bác, sớm phải quen với khả năng tự điều tiết đến mức miễn dịch với mọi sát thương của Oigon rồi chứ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, an bác đã cảm thấy hơi thở nóng hổi phả phì phì vào cổ, sau đó đập ngay vào mắt là một cái đầu báo đen, thấy anh tỉnh dậy, báo đen liền thè lưỡi ra liếm mặt an bác. Những thớ gai nhỏ trên lưỡi để lại mấy làn máu trên mặt của anh nhưng rồi lập tức biến mất, an bác lười nhát vuốt đầu báo đen, cách báo thức này khá đấy, anh ghé sát vào đầu báo và hôn nó thấm thiết, còn nóng lòng muốn dùng lưỡi tấn công, báo đen bật về sau, giơ móng lên hất chăn bay lên. Chăng còn chưa rơi xuống nó đã tung người lên cắn lấy, soạt. Cả tấm chăn bị kéo xuống đất để lộ ra một cơ thể rắn rỏi trắng bệt, anh bác chả thèm để ý đến cơ thể lộ hết ra ngoài của mình, anh còn nghiêng người tỏ vẻ quyến rũ nói, trời còn chưa sáng, hay là chúng ta hưởng thụ phong cảnh tươi đẹp chút đi, cơ thể anh đã có phản ứng. Báo đen dùng đầu đẩy cửa sổ ra, cửa sổ hé mở để gió lạnh của buổi sớm vù vù thổi vào. An bác nhìn đồng hồ đeo tay, mới bốn giờ, thường ngày chả phải sáu giờ mình mới ra ngoài tản bộ sao? Báo đen nhảy xuống giường, không đợi an bác kịp phản ứng đã phóng qua cửa sổ ra ngoài. An bác cau mày, ngán cái đã mặc xong quần áo theo sau báo đen chạy vào rừng. Sương mù vẫn còn dày đặc, trong không khí động lại vô vàn hạt nước li ti bay lất phất. Báo đen hắt xì liên tục mấy cái. An đau lòng vuốt mũi của nó, hôm nay đi tới đây thôi, về nhà nào, báo đen cũng hơi xìu rồi, nó vẫy đuôi toan đứng dậy nhưng bất thình lình đôi tai lại giật nhẹ. Báo đen nheo mắt nhìn sâu vào rừng, nơi đó có một bóng đen nhoáng lên, tuy nhanh như chớp nhưng không thoát khỏi tầm mắt của nó. Nó bật dậy phóng đi như bay, chỉ vài bước đã đuổi kịp cái bóng, đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, lợi dụng địa hình trong rừng luồn lách lẫn trốn, báo đen toan vồ mấy lần nhưng đều phải chuyển hướng giữa chừng. A à hú! đối phương đột nhiên hú lên một tiếng, là một con sói đen, báo đen nhảy tới cắn ngay vào gáy nó. Sói ta phát ra tiếng trên thảm thiết, ngã rạp xuống đất để dụ kẻ trên lưng đi, nhưng báo đã cắn trúng mồi làm sao chịu nhã, hàm răng trắng muốt của nó tựa như gọng kìm giữ chặt lấy con mồi, tiếng loạt xoạt dẫm lên lá cây càng lúc càng nhiều, trước sau trái phải đều có, tạo thành đội hình bao vây an bác và Oigong. Mắt sói xanh lè sáng quắc như lửa ma trơi. Báo đen đột nhiên lùi lại một bước nhưng trông không có vẻ gì căng thẳng. Sau lưng nó là một chàng trai bảnh bao trong bộ vét xám đậm khoanh tay đứng yên. Tuy không có vũ khí nhưng toàn thân anh tỏa ra một loại mùi của nguy hiểm khiến lũ sói nhạy cảm đành phải chùng bước. Báo đen nhả sói ra nhưng vẫn đè vuốt lên bụng nó. Sói đen rên lên một tiếng như đang phát tín hiệu với đồng bọn. Lũ sói từ từ lùi lại. Báo đen hóa thành hình người. Oi gông nói là chúng nhìn lén tôi gương mặt vô cảm của An bát lộ ra nụ cười chế giễu. em đang báo tôi hay tình địch của tôi đã mở rộng sang giới động vật rồi à oigon gật đầu đáp tôi hơi bị hót đó nha An nhướng mày lũ sói kia đột nhiên xông tới nơi rừng sâu núi thẳm tay không đối diện với một bầy sói với hầu hết tất cả mọi người đều là không phải chuyện dễ chịu gì cho can dù sao nước anh xưa giờ chỉ có một melin một harry potter mà thôi may mà với con người là không dễ chịu còn với huyết tộc đặc biệt là tên huyết tộc già nua sống hơn hai ngàn năm, đây chẳng qua là việc cỏn con. Chỉ trong chớp mắt, anh bác đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chẳng biết có phải do sát khí của anh quá nồng hay không, lũ sói đang trên đà phóng tới đột nhiên lùi lại thật nhanh, chẳng mấy chốc hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi, cả lông cũng không để lại sợi nào. gông nhìn anh bác đầy vẻ khó hiểu, tin rằng anh cũng mù mờ như mình thì nhịn không được phải cảm thán, không ngờ tôi đã đẹp đến mức khiến kẻ thù phải bỏ chạy, anh bác dẫn báo đi dạo sớm quá đúng là chẳng phải ý hay, báo ta còn đang nằm mơ chưa tỉnh kia kìa, phiên ngoại của dơi già và mèo đen, ra khỏi rừng rậm, ánh mặt trời chói chang trải khắp nơi nơi, tiểu trấn tỉnh giấc, âm thanh từ mọi ngõ ngách dần dần vang lên, o -i -gong và an về nhà tắm rửa, cuốn quyết uống hết hai túi máu mới dung dăng dắt nhau ra ngoài dùng điểm tâm, huyết tộc cấp cao sống nhờ vào máu nhưng không kiên thức ăn. Oigong rất mê ăn, chỉ cần điều kiện cho phép, Y tuyệt đối không bỏ bữa nào, vì sống ở anh quá lâu nên yêu cầu về mùi vị thức ăn của Y giảm đi đáng kể. Hai người vẫn theo thói quen ghé thăm quán ăn ngay cạnh giáo đường, bánh mì vẫn rất tơi xốp, rất thơm ngọt, sữa vẫn rất tinh khiết, rất tươi mới. Oygon vừa uống cà phê vừa cùng ông chủ quán ăn trao đổi khả năng diễn xuất. Hai người chẳng ai có nhiều kinh nghiệm nhưng lại diễn thuyết còn hay hơn cả diễn viên kỳ cựu vào nghề mấy chục năm. Một nói đỉnh cao của diễn xuất là ngoài mặt vô cảm nhưng dùng ánh mắt để thể hiện vui buồn hờn giận. Một bảo khí thế là vũ khí để đạt được thắng lợi tuyệt đối, kẻ không cần dùng bất cứ lời thoại nào cả, chỉ cần ra mặt là có thể khiến đối thủ khuất phục mới là ảnh đế chân chính. Hai người càng nói càng hăng, chỉ hận sao gặp nhau quá muôn màng. Nếu không nhờ đoạn phim chính thức khai máy, sợ rằng ông chủ sẽ bị an bát mặt đen như đít nồi dìm chết trong sữa tươi. Bộ phim này có tên Hiểm tượng huyển sinh nam nữ chính là một đôi tình nhân bị chia cắt, ba năm sau gặp lại ở tiểu trấn tại nước Anh, lửa tình bùng cháy khiến hai người quyết định cùng nhau nghỉ mát tại đây. Nhưng trấn nhỏ này có một luật cấm là tuyệt đối không được bước vào khu rừng giáp với thị trấn. Nữ chính là nhà thám hiểm nên khăng khăng muốn đến đó tìm hiểu. Đêm đầu tiên, họ bị lạc đường trong rừng, nữ chính rơi xuống hố, nằm chính dùng hết sức lực ba bò chín trâu mới kéo được cô lên. Hai người trước khi trời sáng vội quay về tiểu trấn, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng từ sau khi mặt trời mọc thái độ của người dân trong trấn trở nên vô cùng quái gở có người sợ hãi né tránh có người nhìn họ đầy vẻ hằn học có người lại cười trên nỗi đau của kẻ khác hai người muốn rời khỏi tiểu trấn nhưng phát hiện đường ra đã biến mất điện thoại internet toàn bộ không có tín hiệu nữ chính vô cùng hoang mang lo lắng đêm thứ hai nữ chính giật mình tỉnh dậy giữa khuya một mình vác triều vào rừng nam chính theo sau tận mắt chứng kiến người yêu đứng ngay vị trí hôm qua rơi xuống chém bay đầu mình. Nam Chính hoảng hồn chạy về tiểu trấn gõ cửa từng nhà nhưng không ai trả lời. Khó khăn lắm trời mới sáng, người dân lần lượt ra khỏi nhà, trấn nhỏ trở lại bình thường, điều ngược ngạo là những ánh mắt khó chịu, căm ghét đều biến mất, tất cả mọi người nhiệt tình ấm áp như lần đầu họ mới đến. Nam Chính chạy đến cửa trấn, phát hiện đường ra đã xuất hiện lại, anh ta gọi cho cảnh sát, cảnh sát lập tức đến ngay rồi họ cùng nhau đến nơi nữ chính tự sát hôm qua nhưng không tìm được bất cứ thứ gì cảnh sát điều tra người dân trong trấn tất cả đều bảo chưa từng gặp cô gái nào thậm chí trên sổ đăng ký của khách sạn cũng chỉ có tên một người nữ chính dường như bốc hơi khỏi thế gian ngoài ký ức của nam chính cô dường như chưa từng tồn tại ở bất cứ đâu đến đêm thứ ba nam chính quyết định phát triều quay lại nơi nữ chính tự sát để điều tra sau khi đến nơi nam chính bất thình lình bị trúng đạn mà hung thủ lại là gã cảnh sát ban sáng, vào thời điểm mấu chốt, nữ chính xuất hiện cứu anh ta, hai người cùng nhau bỏ chạy nhưng có chạy thế nào cũng không thoát ra khỏi khu rừng được. Lúc cảnh sát sắp đuổi kịp hai người, nam chính lờ mờ nghe tiếng ai đó nói với mình, chỉ cần anh ta chết, nữ chính có thể sống sót. Nữ chính đột nhiên trượt chân té nhào, hai người lăn lông lốc xuống dốc đồi. Sau lưng họ, cảnh sát chợt nhảy bổ ra và từng bước từng bước tới gần. Trời sáng, Người dân trong trấn đều ra khỏi nhà, im lặng trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi cùng đi vào rừng. Họ nhìn thấy dưới một cái hố, đôi nam nữ nọ đã tựa vào nhau mà chết. Ngày hôm nay phải quay cảnh nam nữ chính gặp lại, Oigon diễn một người dân trong trấn, người này sẽ cùng ăn sáng với nữ chính trong quán, bất ngờ nhìn thấy nhau bèn mỉm cười chào hỏi. Đạo diễn đang giải thích nội dung, thân là nhân vật quần chúng sẽ lên hình, Oigon may mắn được nghe ké. Một phiên dịch viên đứng cạnh thuật lại cho y gông sau khi hiểu rõ nội dung thì nhìn không được hỏi, một đôi tình nhân lại bị lạc mất nhau ở trạm xe lửa à, đúng là đang đóng phim viễn tưởng. Phiên dịch nhỏ giọng giải thích, đang mùa xuân vận mà, gông hỏi, lẽ nào trong mùa xuân vận tín hiệu điện thoại cũng nghẽn mạch, phiên dịch đáp, vì điện thoại của nữ chính bị lấy mất, gông lại hỏi, điện thoại công cộng không xài được à, phiên dịch đáp, túi của nữ chính bị trộm mất, di động, ví tiền, vé xe đều không còn, gông, trong trạm xe lửa không có loa phát thanh sao? Phiên dịch ý, Oygong tiếp tục nói, dù nữ chính không nhớ số của nam chính đi chăng nữa, bộ hai người họ không kết bạn trên Facebook hay Twitter sao? Phiên dịch, ạ à, coi như không xài mạng xã hội đi, chẳng lẽ nhà đối phương ở đâu cũng không biết, cứ xem như không biết nhà nhau đi, chẳng lẽ không có một người bạn chung nào ư? Thôi thì giả sử không có bạn chung, chẳng lẽ không biết để lại lời nhắn ở những nơi hai người từng ở bên nhau sao? Còn không biết để lại lời nhắn thật thì chẳng lẽ cũng không biết đăng thông báo tìm người luôn. Nếu không đăng thông báo tìm người, chẳng lẽ không đi nhờ thám tử tư điều tra dùng ư? Phiên dịch choáng, gông chùi khóe môi ẩm ướt rồi dùng một câu để kết luận, tóm lại là nguyên nhân lạc nhau chính vì ai quy thôi. Giải thích cảnh quay xong, đạo diễn quay sang thì thấy gông đang nhìn nam nữ chính đầy vẻ trầm ngâm, vì vậy bèn hỏi, cậu có ý kiến gì thêm không? gông nói, họ xứng đôi lắm, đạo diễn đắc ý đáp, họ là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc đấy, O Y Gong nói, vô cùng thích hợp để đóng bộ phim này. Sau khi đạo diễn bỏ đi, phiên dịch cảm thấy lời của O Y Gong dường như còn có nghĩa khác, gã kìm lòng không đặng buộc miệng hỏi, xứng đôi thế nào, O Y Gong đáp, chỉ cần một trong hai có não đã không lạc nhau tận ba năm, phiên dịch cố gắng giải dụa, ít ra ông trời còn cho họ cơ hội gặp lại, O Y Gong nói, đến cả ông trời còn không chịu nổi thấy chưa, phiên dịch, diễn thử nữ chính mặc áo khoác dài bằng len màu trắng, quần sóc ca rô xám đậm từ trên lầu đi xuống rồi ngồi vào vị trí đối diện với o -Gông. Ánh nắng phủ lên gương mặt ngọt ngào của nữ chính, o gông ngay dại ngắm nhìn, cắt, bàn tay cầm bản phân cảnh của đạo diễn rung lên bần bật, hai mắt trợn tròn nhìn o -Gông như thể sắp ngất tới nơi. Phó đạo diễn bó tay hét lên, cậu diễn cái gì thế hả? o -Gông ngờ vực đáp, ngay dại ngắm nhìn á, phó đạo diễn nói. Cậu lúc thì hai mắt đờ đẫn như thằng ngốc, lúc thì hai mắt đảo li lịa như tên say rượu, này gọi là như ngộ ra điều gì đó, gã bèn dơ loa hét lên với phiên dịch. phiên dịch vô tội nói với gông, anh chỉ cần nhìn nữ chính cho đàng hoàng là được rồi. nhìn cho đàng hoàng thôi. gút gút, gông ra dấu ok. quay thử lần hai. nữ chính từ trên lầu bước xuống, gông cười tít mắt nhìn cô. nữ chính căng thẳng đến mức khựng lại, sau đó đột nhiên đứng thẳng người lên khoe vòng eo thon thả chậm chậm bước đến trước bàn của Oigong ung dung kéo ghế ra nhưng còn chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế đã tự động trượt thẳng ra sau trượt mãi, trượt nữa nữ chính tay vẫn đặt trên ghế nên bị nó kéo tuốt ra sau những người khác, Oigong nhìn Anbat Anbat cười lạnh quay thử lần ba, kéo ghế ra xong nữ chính vội vàng buông tay cẩn thận quan sát chung quanh sau khi chắc chắn chiếc ghế không tự chuyển động mới dè dặt ngồi xuống chính vào lúc mong cô chuẩn bị áp xuống mặt ghế chiếc ghế bất thình lình chạy ngược ra sau. Nữ chính ngã chỏng vó, o gông dùng cùi chỏ thúc an bác, an bác cười một cách đáng sợ, em vì ả mà đánh tôi, nhờ thói quen chung sống với nhau ngày trước, o gông trả lời ngay theo bản năng, làm hay lắm, an bác cười sáng lạng. Nữ chính thấy hai anh chàng ngoại quốc đẹp trai chỉ mãi nói cười với nhau mà không để ý đến mình thì khóc lóc chạy đi dặm phấn, giờ nghỉ trưa, vì để quá trình quay phim thuận lợi, vì để bản thân có được cơ hội lộ diện trên màn ảnh, vì để bóc tem xử nữ màn bạc ở độ tuổi mấy trăm, Oigon quyết định đích thân ra tay dọn dẹp chướng ngại vật. Y dọn dẹp như thế này, Mi ơi, Oigon bắt lấy cánh tay của An Bác, em thấy nữ chính này xấu muốn chết. Chúng ta không thể để chỉ mình mình bị đau mắt mà phải cho cô ta được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Có vậy toàn thế giới mới bị đau mắt chung đó anh yêu, anh bác mỉm cười, hồi nãy chả phải còn say đắm lắm sao, o đáp, Bức, những cô nàng ở avigon là bước đột phá của trường phái nghệ thuật lập thể được bao nhiêu người say mê ngưỡng mộ nhưng số kẻ muốn lấy các cô gái đó về làm vợ chắc đào ba tất đất không kiếm ra quá nữ chính cũng thế đấy điểm khiến em say mê là vẻ đẹp rất chi độc đáo và phá cách của cô ta thôi anh yêu ạ à. anh bát nhướng mày hỏi tức là em thừa nhận em say mê ả à? Oygon nói chốc nữa anh còn kéo ghế thì tôi sẽ hất bàn bay qua chỗ anh đấy buổi chiều quay rất suôn sẻ có lẽ vì quá sung sẻ nên đạo diễn cảm thấy Oigon vẫn còn tiềm năng để khai thác, quyết định đặc biệt thêm vào một câu thoại vô cùng có sức nặng. Một đôi xấu xa, đạo diễn dẫn một đội nhân viên vào rừng quay cảnh đeo, Oigon và ông chủ quán ăn ở lại tập luyện lời thoại, quên không nhắc. Biểu hiện của ông chủ quán ăn cũng rất khá nên được tăng thêm một câu thoại luôn, đồ khốn, căn cứ theo độ dài của lời thoại, Oigon tự tin mình được đánh giá cao hơn chủ quán, chàng vạn tối hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn mì ý vừa tập thoại, đối thoại tại đương trường như sau. Một đôi xấu xa, đồ khốn, một đôi xấu xa, đồ khốn, luyện tới luyện lui một hồi, ông chủ quán ăn bắt được cảm hứng bèn hăm hở quát thẳng vào mặt Oigon, đồ khốn, Oigon lau nước bọt dính trên mặt, còn chưa kịp nói gì thì An Bát vốn ngồi ở bàn khác đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh y và lạnh lùng nhìn chủ quán, chủ quán chợt thấy hơi ấn lạnh, Oigon vỗ vai An Bát để anh bớt nóng. Đúng thật có thể xem như tôi là đồ khốn, nhưng mà, y nhìn chủ quán bằng ánh mắt thương hại rồi tiếc, chỉ mình anh ta đâu thể nào hợp với câu một đôi xấu xa. Ông chủ quán ăn dơ để lên che đi gương mặt dàn dụ nước mắt tuổi thân. Trên đường về nhà, Oigong cứ bắt anh bác phải nghiên cứu lời thoại với mình. Một đôi xấu xa, một đôi xấu xa, một đôi xấu xa, anh thấy tôi dùng giọng thế nào để nói câu này thì hay hơn giọng lôn đôn của tôi có nặng quá không, có cần đổi sang giọng bình dân hơn tí không, hay là hip hop nhỉ? Io io io. Một đôi xấu xa ha, anh bác đột nhiên túng gáy y rồi hôn thật sâu, hai người đứng trên đường lớn cuốn quyết một lúc anh mới chịu thả y ra, sau đó nói bằng giọng hờn trách, hôm nay em chỉ nhìn tôi có 16 lần, o y gông hỏi, thường ngày thì sao, ít nhất 36 lần, anh bác tiếp, số lần không quan trọng, quan trọng là 16 lần này cộng lại còn chưa tới 16 phút. Oigong nói, đừng nói anh hy vọng mỗi ngày tôi nhìn anh một lần, mỗi lần là một ngày nha. An cười đáp, tôi mong lắm chứ. Oigong ngẫm nghĩ rồi cười đáp, được. Chúng ta về nhà cùng nhau làm một đôi tình nhân xấu xa thôi. An lúc về đến trước cửa nhà, trời đã tối hẳn. Cánh rừng cạnh nhà âm u như một hang động sâu không thấy đấy, gió lạnh ngoài đường thổi vào trong rừng, mơ hồ hòa với tiếng nức nở khe khẽ vọng ra. Oigon hỏi, anh có nghe thấy không? bắt bịt tai y lại. Oigon hỏi, anh không tò mò à? Không hề. Nếu họ bị sói ăn mất, tấm thân xử nam mạng bạc của tôi lại không được bóc tem rồi. Cậu còn không được bản chất trời sinh của Mancavian đương nhiên không thích người mình yêu xuất hiện trên màn bạc, dù vai diễn có là quần chúng tép triêu chăng nữa. Nhưng đành bó tay, Oigon thích thế, vậy nên anh đành phải kiềm chế bản thân, cảnh cáo chính mình không được ích kỷ khiến người yêu không vui đó là quyết định của lý trí, nhưng về mặt cảm tính, anh ngàn phần trăm giơ tay tán thành cho bộ phim này chết non. gông tìm một cái cớ khác, anh không thấy lạ à. Những con sói kia sao lại xuất hiện trong khu rừng này, anh bác hỏi, có nhớ nội dung hiểm tượng huyển sinh không? Đương nhiên, trí nhớ của y còn chưa tệ đến mức sáng nghe tối quên. Anh bác nói, nam nữ chính nếu không vì hiếu kỳ chạy vào trong rừng thì sẽ không chết. gông đáp, tôi cảm thấy về mặt thực lực vốn không cùng đẳng cấp, anh bác hỏi, còn nhớ đảo Desertino không? Oigon đáp, chuyện đó thì vô cùng muốn quên. An Bát nói, núi cao còn có núi cao hơn. Oigon tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên vì câu này lại do một kẻ dòng họ Mancavia nói ra. An Bát nói, có đôi khi vì để đạt được mục đích, hy sinh nho nhỏ cũng được. Được thôi, nếu anh không muốn vào, Oigon biến thành báo đen rồi phóng thẳng vào rừng. An Bát nhíu mày, sắc mặt sầm xuống. Anh bắt đầu kiểm điểm xem gần đây có phải mình quá dung túng Oigon rồi không, để y coi trời bằng vung trèo lên đầu mình, các ngón tay anh khẽ siết lại rồi thả ra, cuối cùng không đuổi theo mà chỉ sai hai con dơi nhỏ vào rừng giám sát, còn mình trở vào biệt thự. Hai con dơi chỉ chốc lát đã quay về, đi cùng chúng còn có báo đen. Báo đen đứng chần chừ ngay cửa một hồi, thấy An Bác đang ngồi trên sofa đọc sách không thèm ngó ngàng đến mình, cuối cùng đành hạ quyết tâm mò đến gần rồi trèo lên đùi anh. An Bác bỏ sách xuống, cúi đầu nhìn chú mèo đen đang ưỡn bụng ra đòi vuốt. Mèo đen meo meo vài tiếng, đôi mắt vàng xanh len lén liếc anh. An bát đứng dậy. Mèo đen lăn xuống rồi đứng trên đất, tỏ vẻ tội nghiệp ngước mặt nhìn anh, cái đuôi nhỏ ve vẩy và cuốn lấy chân An bát. An bát nhìn nó với vẻ mặt vô cảm. Mèo đen đứng bằng hai chân sau, giơ hai chân trước lên ôm lấy chân anh, nhưng thấy anh không có phản ứng gì, nó lại phóng vèo đi như một làn khói. An bát nhíu tít mày lại. Anh không biết mình đang bất mãn vì sự thiếu kiên nhẫn của nó hay bất mãn vì mình lại trông chờ ở nó. Một lúc sau, trên lầu vang lên tiếng gõ cửa, anh bác ngước lên nhìn thấy Oigong đang cuốn khăn tắm đứng ngay đầu cầu thang, thấy anh nhìn mình, Oigong từ từ vén khăn tắm để lộ cặp đùi thon dài, sau đó chậm chậm quay người lại khoe ra cặp mông trắng nõn, y mới hơi không người, lưng còn chưa kịp công thì eo đã bị siết lấy, anh bác sốc ngang y lên, cúi đầu cắn vào lỗ tai y rồi nghiến răng nói, khá lắm, có tiến bộ, sau mông Oigong đột nhiên hiện ra một cái đuôi đen, y ve vẫy đuôi và e thẹn thủ thỉ, chủ nhân phải dịu dàng với người ta đó nha. Anh bác dứt khoát cho y hiểu rõ thế nào gọi là dịu dàng cả một đêm. Rạng sáng hôm sau, Oigon không biến thành báo đen, vì y đang bị anh bác đè lại trên giường. Trời sáng rồi, Oigon lầm bầm, hôm nay tôi phải đi đóng phim. Anh bác vuốt ve vai y, mệt quá thì đừng đi nữa, không mệt chút nào, vừa dứt lời, Oigon đã vọt vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Tay anh bác vẫn đang dơ lên chưa kịp trục về, anh thoáng ngẩn ra chốc lát rồi mới ngồi dậy mở cửa sổ gió lạnh lùa vào u u bên ngoài cửa sổ chính là hướng vào khu rừng tắm rửa xong xuôi oigon cầm khăn lau tóc bước ra tính đi tập dưỡng sinh à Anh bác hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì oigon cười hì hì đáp sao đột nhiên lại muốn biết thế an bác khoanh tay nhìn y tỏ vẻ thích thì nói không thì thôi tôi nói mà oigon chẳng thèm thừa nước đục thả câu y trả lời luôn hôm qua vào rừng nhìn thấy đoàn phim đang điên cuồng chạy ra có một bầy sói đuổi theo sau họ tôi chẳng giúp họ nên không có ai bị thương. An bác hỏi, bầy sói đó có gì khác thường không? Bàn tay lau tóc của Oigon khựng lại, y e hỏi ngược lại anh, khác thường thế nào? An bác đóng cửa sổ lại, Oigon khịt mũi, mùi này là, An bác lấy điện thoại ra, gần đây lo rần sờ có rảnh không nhỉ? Nhớ đến cậu chàng lo rần sờ dạo trước bị hai người xoay mòng mòng như giấy, lương tâm của Oigon trỗi dậy nên y e nói, tôi cảm thấy hai đứa mình rảnh hơn vì trong rừng xuất hiện sói dữ nên đoàn phim ngừng quay một ngày. An Bác cùng Oigon đứng bên cửa sổ nhìn cả đám người chạy ra chạy vào khu rừng, đoàn phim cùng người dân quay thành vòng tròn bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, mãi đến chập tối mới giải tán. Tất cả ra về không có thu hoạch gì, đoàn phim rất không hài lòng, bắt phiên dịch chạy theo léo nhéo kỳ kẹo với người dân. Một đêm bình yên, ngày hôm sau, Oigon nhận được thông báo làm việc, vẫn là cảnh trong tiểu trấn. Đã đến cảnh nam nữ chính từ trong rừng quay về Người dân trong trấn biết họ từng vào rừng nên ai nấy đều tỏ ra hàng học Chàng trai bảnh bao gặp trong quán ăn từng thầm mến nữ chính bỗng nhiên giận dữ vô cùng Nhìn thẳng vào hai người và quát lên Một đôi xấu xa y gông trừng mắt nhìn đến mức nam nữ chính ngượng đỏ cả người Anh bác bực bội hỏi Họ đẹp lắm sao y gông đáp Chưa đạt tiêu chuẩn Thế còn nhìn chầm chầm làm gì Vậy mới ép được họ chỉnh lại cho đẹp hơn chút chút Oi gông chà tay vào nhau miệng cứ lẩm bẩm một đôi xấu xa chính thức khai máy nam nữ chính bước ra khỏi khách sạn trong hai người khá tiêu tụy vẻ mệt mỏi lần này của họ không cần giả bộ từ sau đêm quay phim trong rừng trạng thái của cả hai hình như không được tốt cho lắm vành mắt thâm quần còn hơn cả mấy hôm trước anh bát bị đấm một phát ông chủ quán ăn dành xong lên trước mắng thẳng vào mặt nam nữ chính đồ khốn nữ chính sợ hãi rút vào lòng nam chính Nam chính ngẩng đầu lướt nhìn chung quanh rồi cúi xuống thì thầm gì đó với nữ chính. Nữ chính run rẩy ngước mặt lên, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và mệt mỏi. Mãi đến khi nhìn thấy Oyogon mới lấy lại được tinh thần đôi chút. Hai bên đứng cách nhau một con đường. Nữ chính mấp máy môi như định chào hỏi nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Oyogon nhếch mép cười lạnh, từ từ thốt ra một đôi xấu xa. Một lần quay xong, nhưng khi đạo diễn xem lại cảnh quay, ông ta trầm ngâm một lúc rồi quyết định quay lại lần nữa. Tại sao? Nam nữ chính tự thấy mình đóng khá đạt nên lấy làm khó hiểu. Đạo diễn gọi Oigong qua và bảo, chốc nữa cậu đừng diễn quá nổi bật như ban nãy. Oigong ngơ ngác, nhưng nam nữ chính cùng phó đạo diễn thì hiểu. Mới xem chưa nhận ra nhưng hồi tưởng lại mới thấy, Oigong diễn quá giống một bốt ẩn. Gương mặt đẹp quá mức cho phép cộng thêm nụ cười gian tạ đúng là lóa mắt người xem. Nếu đặt lên bàn cân, nam nữ chính quá mức chật vật trông cứ như nhảy nhét, sau khi vỡ lẽ, lòng hiếu thắng của nam nữ chính bị kích thích mạnh mẽ. Từ Trung Quốc xa xôi chạy sang nước Anh quay ngoại cảnh, họ không chỉ đại diện cho số kinh phí khổng lồ mà còn cả lòng tự hào dân tộc cùng với niềm kiêu hãnh của diễn viên. Sao có thể để một quần chúng người nước ngoài lớn lướt, dù đối phương có sở hữu nhan sắc đẳng cấp hàng đầu của Hollywood cũng không được. Quá trình quay tiếp đó nồng nặc mùi thuốc súng. Nam nữ chính tỏ thái độ không thân thiện chút nào. Tuy nữ chính trông vẫn yếu đuối đáng thương nhưng khi nhìn Oigong, trong mắt cô tràn ngập sự mong chờ pha lẫn cảnh giác, thể hiện vô cùng thành công biểu cảm muốn được giúp đỡ nhưng lại sợ bị từ chối. Vì đạo diễn hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu, Oigon không giữ cách diễn nổi bật như hồi đầu nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn nam nữ chính, tỏ vẻ lũ con người ngu xuẩn, quý ngài ta đây chẳng thèm giao tiếp với bọn tôm tép các người. Đạo diễn vẫn cảm thấy y quá thu hút sự chú ý, vốn chỉ là người qua đường xin lại hấp dẫn người xem như trùm cuối đứng sau mọi chuyện đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến cách khán giả theo dõi tình tiết bộ phim may mà biểu hiện của nam nữ chính lần này không tệ tuy có mùi thuốc súng nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được mọi chuyện ban ngày diễn ra rất suôn sẻ có điều đến tối lại phát sinh mâu thuẫn đạo diễn cùng nhà sản xuất đều hy vọng đoàn phim tranh thủ thời gian quay xong những phần còn lại rồi nhanh chóng về nước chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cho cả đoàn không phải là rẻ nhưng sau khi các diễn viên nhìn thấy sói xuất hiện trong rừng đều rất sợ hãi mặc cho đạo diễn nói thế nào cũng không chịu về đó, kiên trì đòi chờ bắt được sói mới quay tiếp. Cuối cùng nhà sản xuất lật bàn, lấy hợp đồng ra chèn ép, bắt các công ty quản lý gây áp lực cho nhân viên cùng với hứa hẹn thêm nhiều lợi ích. Mọi người mới bị thuyết phục quay trở về rừng đóng phim, lần này đám Gong cũng đi theo góp vui, đoàn phim vô cùng hoan nghênh hai người, tự dưng có thêm người trong trấn đi cùng, họ đương nhiên chẳng bao giờ từ chối. Nhiều người đỡ sợ dù nhà sản xuất và đạo diễn cứ luôn mồm đảm bảo không có nguy hiểm, trong lòng họ vẫn còn hơi sợ, có thêm người bản địa sẽ an tâm hơn nhiều. Tối nay quay cảnh nữ chính vác rìu tự chặt đầu mình, nữ chính giơ rìu lên hơ thật mạnh, đạo diễn thấy cảm xúc vẫn chưa đạt nên bắt quay lại mấy lần, sau đó quay cảnh người giả bay đầu. Nam chính đứng cạnh phụ trách la hét, oi xem một hồi phát chán liền dắt An bát về nhà. An bát chỉ mong có vậy, hai người ở nhà đùa giỡn với nhau đến 12 giờ. O gông đột nhiên bật dậy, anh có ngửi thấy không? An -bát lười biến đáp, sớm đã ngửi thấy rồi, nhưng bây giờ nồng hơn, vì hắn ở gần hơn, xa xa vang lên tiếng sói tru. O gông mặc đồ đàng hoàng rồi đẩy cửa sổ ra, trong rừng đèn đuốc sáng trưng nhưng không có tiếng người đi lại. Không khí thoang thoảng mùi máu, mùi của người sói và mùi của huyết tộc, o gông nói, người sói và huyết tộc à, đúng là đội hình đặc biệt. An bác ông y cùng nhảy qua cửa sổ rồi đi vào rừng. Càng vào sâu, tiếng loạt soạt vang lên càng rõ. Oi cứ tưởng là sói nhưng đến gần mới biết hóa ra là người, người trong đoàn phim bị treo ngổn ngang trên cây. Đạo diễn cùng nam nữ chính được đối xử đặc biệt, mỗi người có hẳn một cây riêng. Trong miệng họ bị nhét thứ gì đó trông như vải, từ chất liệu, màu sắc và vẻ mặt sống không bằng chết của đoàn phim, rất có khả năng thứ đó chính là với dơ. Nếu đã đến thì hãy qua đây, một giọng nói khàn khàn vang lên, Anbat và Oigong đi đến giữa rừng, bốn phía xuất hiện không ít sói hoang với đôi mắt xanh lè đói khác ngươi là thủ lĩnh mới của đám huyết tộc ở nhân giới o -gông nheo mắt nhìn cuối cùng cũng thấy rõ đó là một người cao khoảng 2 mét vài u thịt bắp mặt mũi đen sì và còn có lông con lai của người sói và huyết tộc căm miệng con lai như bị giẫm trúng đuôi kích động nói ta là người sói không phải huyết tộc o -gông hỏi thế ngươi lo chuyện của huyết tộc làm gì con lai nghẹn họng sau đó lại điên cuồng gào lên ta chướng mắt các ngươi đấy được không gông nói, ta hiểu. Con Lai đáp, ngươi hiểu cái gì? gông hất tóc nói, trai đẹp lúc nào cũng bị người ta ganh ghét. Con Lai nói, ta không phải có ý đó. Chẳng lẽ ta còn có ưu điểm khác nữa sao? Con Lai hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế, chỉ tay lên đám người bị trói gô trên cây, không muốn chúng chết đúng không? gông gật đầu. Con Lai nói, không muốn chúng chết thì hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói. gông suy nghĩ rồi đáp, hay ngươi cứ để họ chết đi. Con Lai nói ngươi tưởng ta đang nói đùa sao, dứt lời liền lấy dao găm đâm phập vào đùi đạo diễn, ta nói là làm, đạo diễn đau đớn gào lên nhưng đành chịu, trong miệng vẫn còn nhét với nên chẳng phát ra được âm thanh gì. O gông nói, thôi thôi ngươi bình tĩnh tí, con lai hỏi, các ngươi có bằng lòng lấy bản thân để trao đổi chúng không? O gông lắc đầu đáp, không, con lai nói, ngươi thật sự không muốn chúng sống hả, gã lại vung dao lên tỏ vẻ muốn đâm tiếp. Đạo diễn liều mạng dãy dụa và dùng ánh mắt cầu cứu gông. Oygong nói, trong mắt ngươi, huyết tộc là thứ gì? Con lai đáp, quân khốn nạn. Oygong nói, lũ khốn có bao giờ đi làm việc tốt không? đương nhiên là không. Vậy tại sao ta phải cứu bọn họ? Con lai bị y dắt mũi, nghe xong ngẩn ra một lúc mới đáp, nhưng chẳng phải ngươi từng cứu chúng một lần rồi sao? Oygong đáp, lần đó đâu cần lấy bản thân ra trao đổi. Thường thì mạng mình luôn quan trọng hơn mạng người khác chứ nhỉ? Con lai hỏi, có trường hợp đặc biệt không? đương nhiên có oigon nghiêm túc trả lời lúc nào oigon nhìn an bác an bác cũng nhìn oigon hai người tuy chẳng nói gì nhưng con lai chợt hiểu ra nếu hôm nay người gặp nạn là đối phương họ nhất định sẽ dùng bất cứ giá nào để giải cứu cho nhau con lai nói ta không tin oigon hỏi ngươi không tin cái gì con lai đáp ta không tin các ngươi có thể hy sinh cho nhau oigon nói vậy ngươi có thể tin một chuyện chuyện gì ăn ý Oigon bất ngờ biến thành báo đen phóng tới. Cùng lúc đó, anh bác đã giải cứu gần hết tất cả những người bị treo trên cây. Anh không chỉ cứu họ mà còn gõ nhẹ lên đầu mỗi người để xóa hết tất cả ký ức về chuyện xảy ra tối nay. Khi Ôi gông bắt đầu lăn xả vào lũ sói, bên chân anh bác cả chất đầy cả núi người. Giải quyết xong đoàn phim, anh bác đang định qua giúp thì em báo nhà mình bỗng nhiên biến thành một chú sói đen và dẫm lên người gã con lai, vốn đang hung tận tấn công. Bầy sói đột nhiên ngừng lại nhìn o -y -gông một lát rồi quỳ rạp xuống như muốn tôn vinh y trở thành thủ lĩnh mới của chúng không con lai đau đớn gào lên o -y -gông biến lại thành người triển khai công phu quyền cước đánh cho gã muốn hét cũng không hét ra hơi giải quyết xong xuôi đâu vào đấy o -y -gông xua đàn sói vào rừng dặn chúng không được ra ngoài nữa rồi xách tên con lai về nhà đêm hôm ấy căn biệt thự nhỏ cạnh rừng không ngừng vọng ra tiếng gào thét thảm thiết nức nở Oigon và Anbat dùng lông chim liên tục gãi vào lòng bàn chân gã con lai để ép cung. Rốt cuộc mẹ ngươi là người sói, cha ngươi là huyết tộc, hay mẹ ngươi là huyết tộc, cha ngươi là người sói, lông trên mặt ngươi là do cạo nhiều quá nên mới dài vậy hay do bẩm sinh đã thế, quần lót chứng khoán ngươi đang mặc làm sao mua được. Nhân viên bán hàng nhìn thấy mặt mũi của ngươi mà không bị dọa sao, con lai bị hỏi đến nhìn hết nổi phải gào lên, hỏi cái quái quỷ gì thế. Hỏi cho đàng hoàng có được không? thế nào mới là hỏi đàng hoàng ví dụ như tại sao ta lại tìm đến các ngươi tại sao con lai đáp vì ta muốn trở thành người đại diện cho huyết tộc ở nhân giới ta muốn làm thủ lĩnh của các ngươi chẳng thú vị gì cả chúng ta tiếp tục những câu hỏi ban nãy không muốn nói về quần lót vậy nói về vớ đi ủa ngươi không mang vớ kìa con lai ngày hôm sau đoàn phim tỉnh dậy trong rừng nhưng đều quên mất vì sao lại thiếp đi đoán tới đoán lui chẳng có kết quả nên đành đổ lỗi tại khu rừng này có vấn đề. Hai lần liên tiếp xảy ra chuyện khiến họ sợ thật rồi, cuối cùng chỉ dám quay những cảnh ban ngày trên đường phố. Gã con lai bị An Bác giao cho lo rần sờ, nhờ vậy mới biết thì ra là cá lọc lưới chạy thoát từ vùng đất phong ấn. Hiện tại đã không còn vùng đất phong ấn, lo rần sờ đành phải nhốt gã tại ngục giam trong tòa lâu đài của mình. Quay xong tất cả những cảnh ban ngày, đoàn phim chuyển sang khu rừng khác để quay tiếp. Oigon tuy không còn cảnh nào nữa nhưng vẫn theo góp vui đến khi đoàn phim về nước. Sau đó y bắt đầu những ngày tháng nóng trong phim được lên sóng, quá trình hậu kỳ tốn nhiều thời gian hơn y tưởng. Đến lúc gông sắp không còn kiên nhẫn muốn dết thẳng tới Trung Quốc xem bản lậu trước, bộ phim chính thức phát hành, gông hớn hở kéo An Bát đến rạp chiếu phim ở Trung Quốc ngay ngày công chiếu đầu tiên để xem, nào ngờ phát hiện đất diễn của mình đã bị cắt sạch, cả bóng lưng cũng không còn. Điều đáng mừng duy nhất là cảnh của ông chủ quán ăn và diễn viên hạng ba cũng bị cắt luôn, y không phải cô đơn một mình. Năm mới lại đến, O-I-Gong cùng An Bát lười chạy tới chạy lui nên ở lại Trung Quốc đón năm mới. Hai người đến Quế Lâm chơi, bơi qua Trường Giang, cưỡi ngựa tung hoành ở nội Mông Cổ, thả bộ tới núi Trường Bạch, và cuối cùng là đón năm mới trên Trường Thành. O-I-Gong giang tay chào đón gió lạnh của mùa xuân, lại qua một năm, An Bát ông lấy y từ phía sau, mỉm cười nỉ non, vẫn là tôi với em. Hết chương 71, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.